Đô hoài Dế mèn phiêu lưu ký Chương 1 Tôi sống độc lập từ thuở bé, ấy là tục lệ lâu đời trong họ nhà dế chúng tôi. Và lại, mẹ thường bảo chúng tôi rằng, phải như thế, để các con biết kiếm ăn một mình cho quen đi. Còn cái mà cứ nhong nhong ăn bám vào bố mẹ thì chỉ sinh ra tính ỷ lại, xấu lắm, rồi ra đời không làm nên trò trống gì đâu. Bởi thế, lứa sinh nào cũng vậy, đẻ xong là bố mẹ thu xếp cho con cái ra ở riêng. Lứa sinh ấy, chúng tôi có cả thầy ba anh em. Ba anh em chúng tôi chỉ ở với mẹ ba hôm, tới hôm thứ ba, mẹ đi trước, ba đứa tôi tấp tỉnh, khớp khởi, nửa lo nửa vui theo sau. Mẹ dẫn chúng tôi đi và mẹ đem đặt mỗi đứa vào một cái hang đất ở bờ ruộng phía bên kia, chỗ trông ra đầm nước mà không biết mẹ đã chịu khó đào bới, bè đắp tinh tương thành hang, thành nhà cho chúng tôi từ bao giờ tôi là em út bé nhất nên được mẹ tôi sau khi dắt vào hang lại bỏ theo một ít ngọn cỏ non trước cửa để tôi nếu có bỡ ngỡ thì đã có ít thức ăn sẵn trong vài ngày rồi mẹ tôi trở về tôi cũng không buồn trái lại còn thấy làm khoan khoái vì được ở một mình nơi thoáng đãng mát mẻ tôi vừa thầm cảm ơn mẹ vừa xạo sục thắm tất cả các hang mẹ đưa đến ở khi đã xem xét cẩn thận rồi tôi ra đứng ở ngoài cửa và ngừng mặt lên trời qua những ngọn cỏ ấu nhọn và sắc, tôi thấy màu trời trong xanh. Tôi dọn dọng, vỗ đôi cánh nhỏ tới nách, rồi cao hưng gáy lên mấy tiếng rõ to. Từ đây, tôi bắt đầu vào cuộc đời của tôi. Cho dù tôi sẽ sung sướng hay khổ sở, cái đó tùy ở tính tình tôi khôn ngoan hay đần độn. Song tôi chưa cần biết đến thế, tính đến thế, mà hãy lấy sự được ung dung độc lập một mình là điều thích lắm rồi. Ngày nào cũng vậy, suốt buổi, tôi chui vào trong cùng hang thì hục đào đất để khoét một cái ổ lớn, làm thành cái giường ngủ sang trọng. Rồi cũng biết lo xa như các cụ già trong họ Dế, tôi đào hang sâu sang hai ngả làm những con đường tắt, những cửa sau, những ngách thượng, phòng khi gặp nguy hiểm, có thể thoát thân ra lối khác được. Chập tối, tôi tạm nghỉ tay và ra đứng ngoài cửa, họp cùng anh chị em hàng xóm quanh bờ ruộng, vừa gầy đàn vừa hát một bài hát hoàng hôn chào tạm biệt ông mặt trời. Khi đêm đã xuống hẳn, cả xóm chúng tôi, các bồ lão dế lụ cụ già cốc đế cũng bỗng nhiên vui tính, ai nấy ra khỏi hang, đến tụ hội thật đông tận dựa bãi trong đêm tối mát lạnh, cùng uống xương đọc, ăn cỏ ướt và những gã tài hoa thi gầy đàn thổi sáo, cùng nhau ca hát, nhảy múa linh đình đến tận sáng bạch. Lúc ông mặt trời quen thuộc lại nghiêm trang ló lên đằng đông mới tan cuộc ai về nhà nấy. Ngày nào, đêm nào, sớm và chiều nào cũng ngần ấy thứ việc, thứ chơi kể đời mà được như thế cũng khá an nhàn nhưng mới đầu còn thấy hay hay về sau cũng nhàm dần bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng đôi càng tôi mẫm bóng những cái vuốt ở chân ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt tôi co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ những ngọn cỏ gãy sạp y như có nhát dao vừa lia qua đôi cánh tôi trước kia ngắn hùn hoàn bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi mỗi khi tôi vũ lên đã nghe tiếng phành phạch giòn giã lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn hai cây răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc sợi dâu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng tôi lấy làm hãnh diện với bà con vì cặp dâu ấy lắm cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu Tôi đi đứng ngoài về, mỗi bước đi, tôi làm điệu rún dày cá, khoeo chân, rung lên rung xuống hai chiếc rông. Cho ra kiểu cách con nhà võ, tôi tợn lắm, dám cả khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhìn, không ai đáp lại. Bởi vì quanh quần ai cũng quen mình cả, không nói, có lẽ họ nể hơn là sợ, nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho he. Ấy vậy, tôi cho tôi giỏi, những gã sóc nổi thường làm cử chỉ ngông cuồng là tài cao. Tôi quát mấy chị cào cào ngụ ngoài đầu bờ khiến mỗi lần thấy tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái, gẹo anh gọng vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi. Chào ôi, có biết đâu rằng hùng hăng hống hách láo chỉ tôi đem thân mà trả nợ những cử chỉ ngu dại của mình thôi tôi đã phải trải cảnh như thế thoát nạn rồi mà còn ân hận quá ân hận mãi thế mới biết nếu đã chót không suy tính lỡ xảy ra những việc dại dột dù về sau có hối cũng không thể làm lại được câu chuyện ân hận đầu tiên mà tôi ghi nhớ suốt đời bên hàng xóm tôi có cái hang của dế chót dế chót là tên tôi đặt cho nó một cách chế giễu và trịch thượng thế chót nọ cũng chắc chạc tuổi tôi, nhưng vì chót bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường và gã cũng sợ tôi lắm. Cái chàng dế chót, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện, đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn ngủn đến giữa lưng, hở cả hai mạng sườn như người cởi trần mặc áo ghi lê. Đôi càng bè bè, nặng nề trông đến xấu, dầu ria gì mà cụt có một màu, mà mặt mũi lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đã vậy tính nết lại ăn sổi, ờ thì thật chỉ vì ốm đau luôn luôn không làm được, một cái hang ở cũng chỉ bới nông sát mặt đất, không biết đào sâu rồi khoét ra nhiều ngách như hang tôi. Một hôm tôi sang chơi, thấy trong nhà luộm thùm, bề bộn, tôi bảo sao chú mày sinh sống cầu thả quá như thế, nhà cửa đâu mà tuềnh toàn, ngộ có kẻ nào đến phá thì thật chú chết ngay đuôi. Này thử xem, khi chú chui vào tổ lưng chú phải lồm cồm đụng sát lên tận mặt đất làm cho ai trên về cỏ nhìn sang cũng biết chú đương đi đứng chỗ nào trong tù. Phòng thử có thằng chim cắt nó nhòm thấy, nó tưởng mồi, nó mổ mồ một phát, nhất định chúng giữa lưng chú, thì chú có mà đi đời. Ôi ôi, chú mày ơi, chú mày có lớn mà chẳng có khôn, ngẫm ra thì tôi chỉ nói lấy sướng miệng thôi, còn dế chót than thở thế nào, tôi cũng không để tai. Hồi ấy tôi có tính tự đắc, cứ miệng mình nói tai mình nghe chứ không biết nghe ai thậm chí cũng chẳng để ý có ai nghe mình không. Dế chót trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu, "Thưa anh, em cũng muốn khôn, nhưng không khôn được, đụng đến việc là em thở rồi, không còn hơi sức đâu mà đào bới nữa. Lắm khi em cũng nghĩ nỗi nhà cửa thế này là nguy hiểm, nhưng em nghèo sức quá, em đã lo dòng dã hàng mấy tháng nay cũng không biết làm thế nào. Hay bây giờ em định thế này, xong anh có cho phép nói em mới dám nói." Rồi dế chót loanh quanh, băn khoăn tôi phải bảo, được, chú mình cứ nói thẳng thường ra nào, dế chót nhìn tôi mà rằng, anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang. Chưa nghe hết câu tôi đã hết răng, xì một hơi rõ dài rồi, với điệu bộ khinh khỉnh, tôi mắng, hước, thông ngách sang nhà ta, dễ nghe nhỉ, chú mày hồi như cú mèo thế này, ta làm sao chịu được. Thôi im cái điệu hát mưa rầm sụt sùi ấy đi đào tổ nông thì cho chết, tôi về không một chút bận tâm, một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống. Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu cỏ, xếu, vạc, cốc, le le, sâm cầm, vịt trời, bổ nông, mòng, két ở các bãi sông sơ sát tận đâu cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi suốt ngày họ cãi cọ om bốn góc đầm có khi chỉ vì tranh một mồi tép có những anh cò vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hách mỏ chẳng được miếng nào khổ quá những kẻ yếu đuối vật lộn cật lực thế mà cũng không sống nổi tôi đứng trong bóng nắng chiều tỏa xuống ánh nước cửa hang mà suy nghĩ việc đời như thế bỗng thấy chị cốc từ mặt nước bay lên đến đậu gần hang tôi, cách có mấy bước. Chừng dớ được món nào, vừa chén xong, chị tìm đến đứng chỗ mát rỉa lông, rỉa cánh và chùi mép. Tính tôi hay nghịch danh, chẳng bận đến tôi, tôi cũng nghĩ mưu trêu chị cốc. Tôi cất tiếng gọi dế choát, nghe tiếng thưa, tôi hỏi chú mình có muốn cùng tớ đùa vui không? Đùa cho gì, em đương lên cơn hen đây. Hừ hừ, đùa chơi một tí, hừ hừ, cái gì thế, còn ngũ cốc kia kìa dế chót ra cửa hé mắt nhìn chị cốc rồi hỏi tôi chị cốc béo sủ đứng trước cửa nhà ta ấy hả ừ thôi thôi hừ hừ em xin vái cả sáu tay anh đừng trêu vào anh phải sợ tôi quắc mắt sợ gì mày bảo tao sợ cái gì mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa thưa anh thế thì hừ hừ em xin sợ mời anh cứ đùa một mình thôi tôi lại mắng dế chót và bảo dường mắt ra xem tao trêu con mụ cốc đây này Tôi dình đến lúc chị cốc dìa cánh quay đầu lại phía cửa tổ tôi. Tôi cất giọng véo von, cái cò, cái vạc, cái nông, ba cái cùng béo, vặt lông cái nào, vặt lông cái cốc cho tao, tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn. Chị cốc nghe tiếng hát từ trong đất văng vẳng lên, không hiểu như thế ảo, giật nảy hai đầu cánh, muốn bay. Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, dương cánh lên như sắp sửa đánh nhau. Chị lò dò về phía cửa hang tôi hỏi, đứa nào cạnh khóe gì tao thế? Đứa nào cạnh khóe gì tao thế? Tôi chui tọt ngay vào hang, lên giường nằm khỉnh, bắt chân chữ ngủ. Bụng nghĩ thú vị, mày tức thì mày cứ tức, mày ghè vỡ đầu mày ra cho nhỏ đi. Nhỏ đến đâu mày cũng không chui nổi vào tổ tao đâu. Một tai họa đến mà đứa ích kỷ thì không thể biết trước được. Đó là, không trông thấy tôi, nhưng chị Cốc đã trông thấy dế chót đang loay hoay trong cửa hang chị cốc liền quát lớn, mày nói gì, lại chỉ, em nói gì đâu, rồi dế chót lùi vào, chối hả, chối này, chối này, mỗi câu, chối này, chị cốc lại dáng một mỏ xuống. Mỏ cốc như cái rùi sắt, chọc xuyên cả đất, giúp trong hang mà bị trúng hai mỏ, chót quẹo xương sống lăn ra kêu vắng. Núp tận đáy đất mà tôi cũng khiếp, nằm im thít. Nhưng đã hả cơn tức, chị cốc đứng rỉa lông cánh một lát nữa rồi lại bay là xuống đầm nước, không chút để ý đến cảnh khổ đau vừa gây ra biết chị cốc đi rồi tôi mới mon men bỏ lên trông thấy tôi dế chót khóc thảm thiết tôi hỏi một câu ngớ ngẩn sao sao chót không dậy được nữa nằm thoi thóp thấy thế tôi hốt hoảng quỳ xuống nâng đầu chót lên mà than rằng nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này tôi hối lắm tôi hối hận lắm anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi tôi biết làm thế nào bây giờ tôi không ngờ dế chót nói với tôi một câu thế này thôi tôi ốm yếu quá rồi chết cũng được nhưng trước khi nhắm mắt tôi khuyên anh ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ có óc mà không biết nghĩ sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy thế rồi dế chót tắt thở tôi thương lắm vừa thương vừa ăn năn tội mình giá tôi không trêu chị cốc thì đâu đến nỗi chót việc gì cả tôi nữa nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi tôi đem xác dế chót đến chôn vào một vùng cỏ bùm tung. Tôi đắp thành nấm mộ to, tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. Chương 2, lại anh xiến tóc cho tôi một bài học mới. Tôi tập suy nghĩ về mọi hành động của mình, lòng đoan với lòng rằng từ đây phải biết phân biệt hành vi lố lỉnh với những việc làm có suy nghĩ. Như thế, tôi bắt đầu sống bình tĩnh, nhưng những ngày phẳng lặng đó cũng chỉ được ít lâu. Bao nhiêu lâu tôi cũng không nhớ, rồi tình cờ tôi phải trải qua một cuộc phiêu lưu sóng gió và kỳ lạ. Ấy là vào đầu mùa hè một năm kia, buổi sáng tôi đang đứng ngoài cửa gặm mấy ngọn cỏ non ăn điểm tâm. Bỗng đằng cuối bãi tiến lại hai cậu bé con, tay cầm que, tay sách cái ống bơ nước. Thấy bóng người, tôi vội lần xuống cỏ, chui nhanh về hang. Bỗng chốc tôi nghe tiếng chân bước thình thịch loạn trên đồng. Và ríu rít những tiếng nói, tiếng gọi á này, này, cái gì? Chỗ này đích rồi, đất đùn mới tinh, ờ ờ đúng, gớm chửa, bao nhiêu đất mới đùn, lại vết chân cu cậu mới ra vào còn nhẵn thiên thiên. Bé ơi, đưa dao đây để tớ khoét lỗ, đằng ấy đi sách nước đi. Nhanh lên, lập tức tôi nghe tiếng thọc dao chuyển cả đất và thấy đất rơi là tả xuống ngay đầu. Biết có biến lớn, tôi vội nhảy lên nấp cao trên ngách thượng Đứng đấy một chốc thì có nước ốc tới, bọn trẻ đổ nước định lùa tôi ra nhưng mỗi đợt nước vào chỉ dâng đúng đến vuốt chân tôi lại rút xuống. Bởi vì khi bình thời, tôi đã cố ý đào ra nhiều đường ngang. Bây giờ nước vào những không có chỗ đọng được trong hang mà nước theo ngách thoát cả ra ngoài. Hai đứa trẻ danh lắm, chúng không chịu bỏ, chúng huỳnh huyệt chạy quanh, xem xét dấu vết các mặt, chúng đoán đích trong tổ này có dế. Nhất cái cậu tên là Nhớn, mấy lần bé đổ nước không thấy dế bỏ ra, đã toàn đi. Nhưng nhớn cứ khăng khăng, tớ cam đoan thế nào cũng phải có, mà lại dế to hạng nhất cơ. Cái thứ dế cụ nó bạo nước lắm, ngập cả dâu trong nước nó cũng vẫn đứng được, phải ngâm nước đến hàng giờ thì dế cụ mới chịu sặc mà nhoi ra. Bây giờ mình phải tìm cách lấp hết các ngách xung quanh cho nước động lại trong hang, cu cậu tắc thở, thế nào cũng tuổi ra thôi. Nói như thế là làm y vậy, nghe rợn gáy, lập tức, tôi thấy hang tối sẫm những ngách ngang ngách dọc vào hang tôi đều bị lấp cả. Chỉ còn mỗi một đường chính để chui ra, chúng bắt tôi phải sộc ra con đường ấy cho chúng tóm cổ. Bây giờ, nước lùa vào đến đâu, đọng đến đấy và cứ dâm dần dần. Trước đến lưng, sau lùm cả đầu, chỉ còn hai cái dâu thỏ lên đụng đầy, rồi dâu cũng ngập nốt, nhưng tôi vẫn cố nhịn thở, không chịu ló đầu ra. Tôi nghĩ nước co ngập, nước cũng chỉ ngập một chốc rồi lại thấm sâu vào đất, đất này là đất cát và tôi nhịn thở được. Song dù nhờ đất thấm nước khỏe thế, cũng không phải cách bền vững. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, đất cát cũng đã ngấm no nước, không chịu thấm nữa, vậy là nước lại ứ lên. Tôi lo quá, phen này phải bỏ ra mất. Ôi ôi, nếu bỏ ra bây giờ, đời tôi còn gì? Hai đứa trẻ kia sẽ bắt tôi đem về làm miếng mồi béo cho con gà trọi, con họa mi, con sáo mỏ ngà của chúng sơi ngon bọn cá chậu chim lồng ấy mà vớ được món ăn mỡ màng như thằng tôi thế này thì phải biết là thích. Mà cứ gan liền chôn chân ở đây rồi cũng đến chết ngạt, chết đuối mất. Rồi, tuy không định ra hẳn những mỗi lần nước ộc vào, tôi cứ tự nhiên nhích người ra một mày, làm như vậy tôi thấy đầu tôi được thò lên mặt nước. Như thế nghĩa là tôi lại hít được một chút không khí. Có dễ chịu hơn, từ đấy hê bọn trẻ đổ nước vào, tôi lại hơi nhoi ra một tí, một tí mà không cảm thấy mình đương nhoi dần ra không may cho tôi biết bao tôi không biết rằng cứ như thế có được dễ thở nhưng nguy hiểm là mỗi lần nhấc chân lên là nhích ra thế rồi một lần nước vừa rút xuống khoeo đột nhiên ở ngoài cửa hang bọn trẻ trông vào thấy cái đầu của tôi đây rồi đầu to gộc bóng quá tôi rụt ngay vào xong đã muộn họ trông thấy tôi rồi đã trông thấy tất họ phải bắt cho kỳ được quả nhiên nước càng dội vào, tiếng hò hét càng tợn, có lúc tiếng chân tay vỗ, rậm rọn rung truyền cả đất bốn bên. Tôi run người lên, tôi bí thở, tôi vùng vẫy vì bức nước. Rồi trong bụng không định mà chân lại cứ nhấc dần ra. Bỗng nghe một tiếng soạt ngay sau lưng, như tiếng sét. Quay lại, một thanh nứa, lại cả mũi dao nữa, đã thục xuống chắn ngang đường vào cuối hang. Thì ra, hai đứa trẻ khôn ngoan, trông mặt nước động biết tôi đã chui ra đứng cửa tổ. Họ xiên dao xiên nứa xuống chặn lối sau lưng tôi, nếu chúng thì đứt đôi người, nhưng tôi chưa kịp giật mình, đã có cảm giác cây thanh nứa chẹn lưng đương bẩy tôi ra. Hai đứa trẻ, đứa thì đẩy thanh nứa, đứa thì ngồi gõ vào cái ống bơ đựng nước, mồm kêu thòm thòm giả làm chống ngũ liên dọa nạt, thúc giục vắng cả bãi. Bị hấp mạnh, bí qua tôi liền nhảy ra, anh em ơi, dế cụ, dế cụ, ha. Ha, bắt được dế cụ, to bằng bốn thằng ve sầu, dế cụ ma lị, nhớn tóm được tôi, tôi cắn cho cậu bé một miếng vào ngón tay, nó kêu thét, tôi bồi cho cái đạp hậu, nó buông rời tôi ra. Được dịp, tôi vội nhảy trốn vào giữa bãi cỏ, nhưng cả hai đứa trẻ, đứa cầm giỏ, đứa cầm ống bơ, đuổi theo úp tôi. Chỉ loáng mắt, tôi đã nằm trong vó giữa giỏ, tôi cố cắn nan giỏ mỏng rớt, nhưng chưa ngay được mắt nào họ đã đem buộc túng cái đít giỏ lại, khiến tôi không nhúc nhích, cửa quậy được nữa. Họ xếp ống bơ sách nước và các đồ chơi lại, ra bờ đầm rửa chân rửa tay và sách tôi theo. Họ vui vẻ ra về, chân bước theo nhịp tay múa, miệng hát ý ơ, vẻ khoái tỉ lắm, nằm tròn trong đít giỏ. Tôi đưa mắt nhìn lần cuối cùng phong cảnh nơi tôi ở, cỏ non xanh rờn, mặt nước bạc mênh mông. Nắng vàng dài trên lá cây, vàng một màu tươi lạ lùng lòng tôi đau như cắt hai hàng nước mắt tuôn rơi dần mỗi bước một xa ngoảnh đầu lại không trông thấy nữa thế là khuất hẳn phen này tôi tất chết hai đứa trẻ đem tôi ra khỏi bãi qua một quãng đường ngoắt ngoéo bên thành tre rậm rạp tới một lối nhỏ đi men đến một cái cổng tán nhớn vào nhà cất mọi thứ đồ đạc đúc dế còn bé thì đặt giỏ xuống biết số phận mình sắp được định đoạt tôi thấy hồi hộp và lạnh cả sáu gan bàn chân sắp làm mồi cho gà cho chim trăng nhưng quanh đây tôi không nghe tiếng móng chim họa mi cào vào nan lồng cũng không thấy con gà trọi mặt đỏ tía tai nào tôi hơi yên yên nhớn ở trong nhà ra bé nói đem thằng dế này quẳng ra ao cho sừ vịt bầu của chúng mình sực một bữa nhớn À. tôi giật mình đánh thót một cái nhưng nhớn xua tay bảo không đúc được thằng dế cụ thế này hiếm lắm dế này dế cũ, gan liền tướng quân đây thằng thịnh hôm nọ cũng có một con dế nó khoe dế nó khỏe nhất cho đánh nhau đánh thằng dế nào cũng phải thua tôi đã hơi nóng gáy và ngứa hết hai cái càng chúng ta nên bỏ dế cụ này vào lồng đem sang nhà thịnh cho đánh nhau với thằng dế bên ấy để xem a, à, ha thắng bại như hà ấy 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 tùng xòe tùng xòe bé vỗ tay phải phải lắm ấy là tôi không chết điều may mắn này không lường trước ra được hai cậu bé đem giam tôi vào một cái lồng che gài then chắc chắn tôi đành nằm yên chờ sự thay đổi nào đó mà tôi lại không thể tưởng tượng ra trước được tôi chỉ biết thế là tôi sắp phải đi đánh nhau nhưng cứ nói đến đánh nhau tôi lại cứ muốn múa chân lên quên cả cái thân tù đáng nhẽ phải tìm cách thế nào cho được tự do tâm tính ngông nghênh của tôi muốn hung hăng trở lại như dạo trước buổi trưa quả nhiên anh em nhà ấy đem tôi sang cho giáp chiến với một cậu dế nhà bên cạnh nhớn đứng ngoài ngõ gọi thỉnh ơi thỉnh thỉnh từ trong nhà chạy ra gì thế dế cụ tao đây có giỏi đem dế mày ra trọi nào thỉnh cười khanh khách vẻ coi thường quay vào xách lồng dế ra cả bọn rủ nhau đến giữa khu vườn lưa thưa những bóng cây nhãn lùng chúng nằm sấp xuống cỏ lúc nào thích thì cong lên đạp không khí chúng giáp hai cánh cửa lồng dế làm một cho thật chắc như đôi toa nọ kề cửa toa kia lúc tàu hỏa chạy rồi mới rút then ra, để hai thằng dế chúng tôi không muốn cũng phải xông sang lồng của nhau. Chàng dế nọ nhảy tót sang lồng tôi, ái chà, vẻ ra đây, hắn bé hơn tôi một chút, nhưng hắn ngạo mạn và sắc sược làm sao, bé loát cho thế mà đã bắt trước đâu được bộ mặt hờm hờm, khinh khỉnh từ cái dáng chân đi khủng khiểm vẻ coi thiên hạ như rác. Thoáng thấy đã lộn tiết, vừa ngó tôi, hắn vuốt rung hai sợi dâu, nói, ờ ờ chú mày đờ mặt ra thế kia thì liệu có mấy hột sức chịu nổi nửa cây đá song phi của ta không? Rõ chối tai, tôi đã cáu lắm, nhưng lạ sao lúc ấy tôi vẫn tỏ ra dịu dàng được. Có lẽ vì lòng quá khinh bỉ, này anh kia, làm chi mà âm lên, đứa khôn ngoan ở đời thì không nên nói trước, hắn nhe răng ra, hầm hè, mặc kệ, có giỏi thì ra đây chơi nhau chứ đừng nói sỏ đây hả? À? Máu nóng trong người tôi sôi sùng sục tưởng nghe tiếng được biết quân này không phải quân ăn lời, tôi bèn ngay phát đến. Chúng tôi bắt đầu đánh nhau giữa những tiếng cười reo, vỗ tay của ba đứa trẻ. Mới quần thảo vài hiệp, tôi đã rõ sức anh dế lếu láo kia, trọi với tôi, không được mấy nả sức. Đúng thế, tôi chỉ thọc mạnh một cái, đạp càng, hắn ngã bổ ngửa ra. Tôi bồi thêm chiếc đá nữa, hắn ộc máu mồm đen xì, gãy một cẳng, lan quay. Tôi chẳng thèm đánh thêm, chỉ ghé xuống tận tay hắn, lạnh lùng bảo cho mày bài học thuộc lòng về sự hống hách nhé từ giờ chừa đi con nặng hắn chỉ còn biết có việc run rẩy chắp chân lại rối rít nhưng nếu từ đấy chàng dế kia có thể biết chừa cái thói ngông nghênh thì tôi lại ăn phải đũa của hắn bệnh ngông nghênh của hắn lây sang tôi thế mới kỳ quặc cho tôi làm sao mà tôi đâm đốn kiếp như vậy thật tôi không cắt nghĩa được hết cái khúc khuỷu của tính tự kiêu và tự đại Tôi chỉ biết thế là những cây hung hăng gàn bướng và lên mặt hão huyền đầu óc tôi chưa gội được sạch hẳn, khi tôi đã ngã thẳng dế kia rồi, mắng nó rồi thì tôi nghĩ nịnh tôi rằng, ồ mình giỏi thật. Chỉ gầy khẽ một cái mà thằng cha kia đã ngã lăn chiêng, và chỉ nhờ cái đá xoàng ấy mà trẻ con trong xóm thi nhau đi, đúc, dế, đào dế, săn dế đem về cho trọi với tôi tôi đã trở nên tay võ khét tiếng. Phải, dế nào tôi cũng phóng vài cái đạp hậu cậu ta đã chạy bán xác. Hồi ấy, tôi đương giữa tuổi thanh xuân, sức lực cường tráng, nhất là thêm cái tính kiêu, tính hợm chẳng coi ai ra gì nên cứ càng làm bộ. Vì tôi thắng tợn nên hai cậu chủ bé nhỏ của tôi yêu quý tôi lắm. Mỗi bận đá ngã kẻ địch, tôi lại được các cậu ấy tẩm bổ bao nhiêu là cỏ ấu rất non. Đêm đến, tôi được các cậu cho lên đứng uống xương trên giàn mồng tơi, nhưng vẫn bị một sợi chỉ buộc vào càng. Tôi có thể cắn đứt sợi chỉ dễ như chơi, mà tôi không cắn. Tôi uống từng giọt sương lóng lánh trên lá mồng tơi rồi ung dung ca hát trong ca hát trong cảnh trói buộc như thế. Tệ quá nữa, muốn làm, đẹp lòng hai cậu bé. Tôi chỉ quanh quần cả ngày cạnh cái hộp diêm, buồn ngủ của tôi, không đi đâu xa một bước. Thỉnh thoảng cao hứng tôi đạp hai càng, cất tiếng gáy ri, ri. Ôi, tôi đã quên cái thân bị đem làm trò chơi mấy lá cỏ non và thói ngông đã khiến tôi đâm ra ngu tối đến thế nhưng đến một ngày kia tôi phải cảm ơn một sự tình cờ đã đến mở mắt tôi tôi vẫn đi đánh nhau thuê mua vui tôi vẫn được đem đi chọi nhau như thế đối thủ của tôi lần này là một anh chàng có bộ cánh chưa kín lưng người mới dài bằng nửa tôi vừa bị đẩy vào đứng đối diện anh ta đã nháo nhác kêu chua chéo em lại bác em lại bác bác tha cho em bác là người lớn bác đã có răng có càng to rồi còn em em vừa ra đời có mấy hôm mới hôm qua được mẹ em dắt cho đi ở riêng thôi mà tôi thản nhiên tôi xông vào chiến ngay thằng bé nó khóc hu hu rồi chạy quanh lồng mấy đứa trẻ xem trọi dế cười ha hả tôi lại càng nổi hăng chương ba mẹ kính mến của con ơi khi đã được thành thơi đứng trong bụi dứa xanh mờ tiếng hò reo của bọn trẻ nghe đã xa lắm không còn lo ngại gì nữa tôi mới duỗi cánh vươn vai thở dài. Tôi gặm vội tí cỏ cho đỡ đói. Mấy bữa nay, quả là tôi cũng vừa ốm thêm để đỡ phải đi chọi nhau, cho nên nhịn ăn, có mệt mỏi đi thật. No rồi, tôi phù phục xuống trụm chân, đánh một giấc ngủ ngon. Lúc tỉnh dậy, xung quanh và đằng xa, chỉ có cái im lặng chập chờn buổi trưa. Lũ trẻ chắc đã về trong xóm, nghĩ xa, nghĩ gần trong bụng tôi phân vân nửa muốn một phen đi chơi xa lại nửa muốn về thăm nhà dẫu sao trong mấy ngày qua tôi cũng nảy ra một ý nghĩ rất đẹp là đã được thấy qua mặt đất này bao la không phải chỉ có cái bờ ruộng cái đầm nước của quê mình có phải trong cảnh trói buộc lại hay có những ao ước phóng khoáng chăng chỉ biết lũ trẻ kia giam giữ mình nhưng phong cảnh non nước thì bao giờ cũng chờ đón và thúc giục ta hãy vui chân lên hãy cố đi cho khắp thế gian đời trai mà không biết bay nhảy không biết đó biết đây thì cuộc sống sẽ nhạt nhẽo lắm sau cùng tôi quyết định trở lại nhà tôi nhớ từ ngày mình bị bắt mình xa nhà đã lâu tôi chắc chắn ngày ấy có khi mẹ tôi lại thăm hang tôi thấy sườn màn tan tành hẳn người đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt nghĩ thế thì tôi nhớ và thương mẹ tôi lắm tôi là con út trong lứa sinh mẹ thương tôi đã cho bao nhiêu cỏ non lúc đem tôi đến ở hang mới tôi trở về quê hương tôi cũng tính thêm rằng sau khi về thăm mẹ khi mẹ tôi nhìn thấy mặt mừng tôi còn sống vẫn khỏe người an tâm rồi bấy giờ tôi sẽ tính một cộc du lịch xa xôi tôi rẽ cỏ tìm lối về đường về xa lắc xa lơ một hôm qua một vùng cỏ nước xanh dài chợt nghe tiếng khóc tỉ tê tôi lắng tai đoán ra tiếng khóc quanh quẩn đâu đây vài bước nữa tôi gặp chị nhà cho mùi gục đầu bên tảng đá cuội chị nhà cho bé nhỏ lại gầy gùa yếu đuối quá người bự nhượng phấn, như mới lột. Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh cô nàng mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn. Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được xa. Các chị nhà trò vốn họ bướm, cả đời chỉ biết vờn vơ quanh quần trong bờ bụi mà thôi. Nhà trò đương khóc, nghe như có điều gì oan trái chi đây, tôi bèn hỏi, làm sao mà khóc đường khóc chợ thế kia em, chị ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa rồi cúi chào, lễ phép các cô nhà trò bao giờ cũng lịch sự và mềm mại. Em chào anh, mời anh ngồi chơi, tôi nói ngay, có gì mà ngồi, làm sao khóc nào, thế là chị ta bù lu bù loa, anh ơi, anh ơi, hu, hu, anh nghe em, hu, hu, đứa nào, đứa nào bắt nạt em, thưa anh, vẫn nhịn, anh cứu, hu, hu, tôi, sốt ruột, nhện nào, sao lại cứ khóc thế. Kể rõ đầu đuôi mới biết làm sao mà cứu được chứ Nhà trò kể Năm trước Phải khi trời làm đói kém Mẹ em phải vay lương ăn của nhện Sau đấy Không may mẹ em mất đi Còn lại thui thủi có mình em Mà em ốm yếu Kiếm bữa cũng chẳng đủ Làm ăn trả ra thế nào Bao năm nghèo túng vẫn hoàn nghèo túng Món nợ cũ chưa trả được Nhện cứ nhất định bắt trả nợ Mấy bận nhện đã đánh em Hôm nay bọn nhện trăng tơ ngang đường đe bắt em vặt chân, vặn cánh ăn thịt em. Tôi xòe hai càng ra, bảo nhà trò, em đừng sợ, hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu. Đời này không phải như thế, tôi dắt nhà trò đi, một quãng, tới chỗ mai phục của bọn nhện. Bọn nhện đã công phu trăng bên đường nọ sang bên kia, chẳng chịt biết bao nhiêu tơ nhện, trùng trùng điệp điệp, một chú mũi mắt nhỏ nhất loài mũi cũng không chui lọt. Lại thêm, sừng sững giữa lối đi một anh nhện canh gác. Ý hễ thấy bóng nhà trò là làm hiệu cho lũ nhện nấp hai bên đường kéo ra. Khi tôi gần tới mạng lưới, nhìn vào các khe đá xung quanh đã thấy lủng củng những nhện là nhện, nhện mẹ, nhện con, nhện già, nhện trẻ, nhện nước, nhện tường, nhện vóng, nhện cây, nhện đá, nhện ma, đủ họ nhà nhện. Chúng đứng im như đá, mà coi vẻ hung dữ. Tôi cất tiếng hỏi lớn ai đứng chóp bu bọn mày, ra đây cho tao nói chuyện từ trong hốc đá, một mụ nhện cây to nhất, cong chân nhảy ra, hai bên có hai nhện vách nhảy kèm. dáng đây là vị chúa trùng nhà nhện, nòm cũng đanh đá, nặc nô lắm, vậy thì đầu tiên, tôi hãy ra cái oai của tôi. Tôi quay phát lưng, phóng càng đạp mạnh vào đầu mụ nhện cái một đạp. Mụ nọ hoảng hốt, co rúm lại hãi ngay, rồi thế là mụ cứ dập đầu xuống đất như cái chày giã gạo tỏ ý hối hận và sợ hãi một điều gì đó điều gì đó có lẽ mụ ta cũng chưa biết tôi thét cớ sao dám kéo bè kéo cánh ra bắt nạt em nhà trò yếu ớt thế kia chúng mày có của ăn của đề đứa nào cũng béo múp mông đít cả lượt như thế kia mà tính đòi nó một tí tẹo nợ đã mấy đời rồi là không được ta cấm từ giờ không được đòi nợ nhà trò nữa nó bé bỏng làm chưa đủ nuôi thân phải thương nó suy xóa công nợ cho nó ở đời thù hằn độc ác làm gì thử trông đấy bay bắt nạt nó nhưng còn có ta khỏe hơn ta mới thử gió mấy cái đá hậu mà xem ra chúng mày đã thấy đáng nghĩ lắm rồi phải không bọn nhện núp phía trong cũng dạ vang và lao sao nói nghe rồi à, rối rít khe đá tôi ra lệnh phá các vòng vây đi đột hết văn tự đi lũ nhện nghe ngay lời tôi cả họ nhanh nhẹn chạy ngang chạy dọc phá các dây tơ trăng lưới con đường về tổ nhà trò trên cành lá mua có một chiếc hoa tím phút chốc đã quinh hẳn. Rồi vô số nhện nhấp nhô, tung tăng đến, chân nắm chân à nhà trò mà nhảy múa, hát ầm ĩ rất vui. Họ nhà nhện còn định mở tiệc thết tôi, được cái họ nhà nhện thì lúc nào cũng khéo chữa lắm thức ăn ngon. Nhưng tôi từ chối, nói rằng phải vội đi, hẹn dịp khác sẽ qua chơi, tôi từ giã bọn nhện và nhà trò. Chị nhà trò ôm vai tôi cảm động, không nỡ ly biệt cứ theo tiễn một quãng đường dài còn tôi trong lòng hoan hỉ vì đã làm được việc đầu tiên có ích cho đời mấy hôm sau về tới quê nhà cây hàng bỏ hoang của tôi cỏ và rêu xanh đã kín lối vào nhưng đằng cuối bãi mẹ tôi vẫn mạnh khỏe hai mẹ con gặp nhau mừng quá cứ vừa khóc vừa cười tôi kể lại từ đầu chí cuối nhưng ngày qua trong may rủi và thử thách mà bấy lâu tôi trải bắt đầu từ chuyện anh dế chót khốn khổ bên hàng xóm. Nghe xong, mẹ tôi ôm tôi vào lòng, y như người ôm ẵm khi mới sinh tôi và bảo rằng, con ơi, mẹ mừng cho con đã qua nhiều nỗi hiểm nguy mà trở về. Nhưng mẹ mừng nhất là con đã rèn được tấm lòng chín chắn thật đáng làm trai. Bây giờ con muốn ở nhà mấy ngày với mẹ, rồi con đi du lịch xa mẹ cũng bằng lòng, mẹ không ấy náy gì về con đâu. Thế là con của mẹ đã lớn rồi, con đã khôn lớn rồi mẹ chẳng phải lo gì nữa mẹ tôi nói thế rồi chăn hòa hàng nước mắt sung sướng và cảm động tôi nhìn ra cửa hang nơi mới ngày nào còn trứng nước ở đây và cũng cảm thấy nay mình khôn lớn tôi ở lại với mẹ mẹ kính yêu của con không bao giờ con quên được lời mẹ rồi mai đây con lên đường con sẽ hết sức tu tỉnh được như mẹ mong ước cho con của mẹ chương 4, bạn đọc hẳn đã biết mục đích tôi về quê chuyến này vừa thăm mẹ và vừa có ý tìm bạn cùng nhau đi du lịch việc hỏi thăm mẹ thế là đã xong giờ tôi đi tìm bạn đất này biết mấy ai kẻ chi âm tìm bạn đã khó huống chi lại là sự đánh bạn với nhau trong cuộc lên đường lâu dài lên đường lên đường mỗi bước chân sẽ thấy một đổi thay mỗi sớm mỗi chiều ta lại gặp cảnh vật mới lúc nào cũng đi tới một nơi xa lạ không ai có thể mong ước hơn mới tưởng đến cũng đủ nao nức bồi hồi hỡi ôi còn chi buồn bằng tuổi thì trẻ gân thì cứng máu thì cuồn cuộn với trái tim và lòng thiết tha mà đành sống theo khuôn khổ bằng phẳng ngày ghi húi đào bới đất làm tổ đêm thì đi ăn uống và tụ tập chúng bạn nhảy múa rông dài tôi không muốn cho đến lúc nhắm mắt vẫn phải ân hận chẳng biết là cuối cánh đồng mênh mông kia còn những gì lạ và cuộc đời ở đấy ra sao tôi có hai anh một lứa sinh và ba anh em tôi đã được mẹ tôi cùng đưa đi ở hang diêm năm trước trong cuộc đi tìm bạn tôi nghĩ đến ông anh hai tôi đầu tiên tôi đến thăm anh hai tôi thoạt nhìn cửa hang của anh tôi đã hơi thất vọng cửa hang bé và nham nhở bẩn như lỗ run đùn lúc chui vào thì có từng đám rễ cỏ quệt xuống đầu y như vào một hang hoang càng sâu càng ẩm mốc lạnh tanh trông thấy anh tôi giật mình trong bóng tối âm thầm tôi phải chú ý mãi mới nhìn thấy và nhận ra được mặt anh anh tôi gầy kheo như đến nỗi, tưởng sức tôi mà đá thì chỉ phách một cái cũng đủ khiến anh tôi bắn xa 15 trường. Nghe tiếng chân tôi bước thình thịch, anh hoảng hốt, luống cuống, bối rối cả càng lẫn dâu rồi cứ quanh quần chạy vòng tròn, không biết chạy đi đâu. Tôi phải đánh tiếng mãi, anh mới nhận ra tôi, bây giờ anh tôi mới yên lòng và đứng im, chỉ còn hơi rung râu. dáng chừng tôi khỏe mạnh, cứng cáp và đen bóng như cột nhà cháy bôi mỡ, anh còn sợ. Thế là đôi dâu cứ rung mạnh dần lên, thật đáng cười và đáng thương. Tôi hỏi, anh ơi, anh ốm hay thế nào mà còn nhòm vậy? Anh nhăn mặt chú nói bé bé chứ không có anh váng cả đầu. Không anh không ốm, tạ người anh thế bấy lâu chú đi làm ăn đâu mà những đứa độc mồm độc miệng bảo chú chết rồi. Tôi cười, em chết làm sao được? Đi xa thích lắm, em về chuyến này, trước thăm mẹ và các anh, sau rủ anh cùng đi xa. Anh hoảng hốt hỏi lại, đi đâu? Tôi đùa, quá to, đi xa, đi xa, thế là ông anh tôi thất kinh, trễ cả hai dâu mũi xuống. Anh khuỵu chân ngã rụi và nói làm nhảm, đi, xa, chết, nó, chết. Thảm hại quá, vì đâu anh tôi mắc bệnh sợ đến như vậy, cái gì cũng sợ, chưa chi đã sợ, sợ đến chết mất. Không phải bệnh ấy có từ bẩm sinh đâu, lúc bé, anh em chúng tôi đều khỏe mạnh như nhau. Câu chuyện bệnh sợ của anh tôi như sau, già ở hang riêng ít lâu. Một hôm anh đi chơi tha thần vào vườn rau. Anh đứng dưới chân một cây cải xanh, trên mép lá, một chim chích đang nhặt sau. Có thể là vô ý, chim chích ỉa tuệt một bãi trúng lưng anh. Anh dụ cánh, lầm bầm chửi đứa nào bậy bạ, mà anh không biết đứa nào. Bởi vì lúc ấy chim chích làm xong công việc vô ý ấy rồi điềm nhiên cong đuôi chui vào khều con sâu trong kẽ chiếc lá cải to. Nghe tiếng chửi, chim chích quay ra chim và dế đâm chuyện cãi nhau. Một bên thì chửi đứa ỉa xuống lưng tao, một bên thì bảo mày vu oan cho ông, vì anh tôi đã rũ sạch ngay bãi sao 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 chim trên lưng rồi. Không ai chịu nhau thì phải đến đánh nhau vậy, thằng chim chích kia thì bằng hạt mít, chân nó leo kheo như cái tăm hương và cái mỏ oạt như sợi bún, còn anh tôi thì nào răng sắc, nào có ngạnh vênh rất hiểm, cứ dấn mạnh lên thì chọn cho nó vỡ mày vỡ mặt ra chứ. Thế mà đủ đờ đến nỗi anh tôi thua anh tôi co cổ chạy, nó đuổi theo. Anh chạy tục mạng, nó cứ bay trên đầu, nó mổ xuống. Anh tôi sợ quá, vấp ngã ngửa, nó cũng không tha, nó vẫn đuổi đánh, có lúc anh tưởng chết dọc đường. Rồi phải lê dần, chạy lê thế mà nó vẫn mổ, vẫn đánh, nó đuổi đến khi lần được vào trong hang thì khắp người máu me, hai cánh ngoài rách nát cả và nằm chết ngất. Không biết mấy hôm mới tỉnh, từ đấy, nghe tiếng gió thổi ngoài cửa hang cũng sợ tưởng thằng chim chích lại đến đuổi đánh trên đồng. Không dám đi đâu nữa, đói lắm mà đến khuya mới dám ra cửa lôi vội mấy cái cỏ già vào nhấm nháp. Thế là ốm dần, cứ thế này rồi thì mai kia cũng đến chết vùi thân trong hang mà thôi. Một lúc sau, anh tôi mới dần dần tỉnh, tôi cũng chẳng muốn nói thêm lời nào, càng không dám đùa nữa. Ngại anh tôi có thể chết mất mà chết hẳn chăng, tôi ra ngoài bãi, hái mớ cỏ non và tươi nhất đêm vào biếu anh. Tôi lựa nói mấy câu an ủi. Đến lúc anh tôi tỉnh táo như thường rồi tôi mới khéo trách sao hồi đó anh không ngửa mặt dơ càng lên vừa đánh vừa đỡ vừa lùi vào hang. Phòng thử thằng trích láo lếu đã làm chi nổi. Anh tôi cũng chẳng tỏ vẻ gì ngẫm nghĩ để họa may còn nhớ lại được chút mạnh bạo nào không. Anh chỉ lắc đầu. Tôi lặng lẽ ra khỏi hang anh. Cũng không có một ý nghĩ rõ rệt. Còn nghĩ sao nữa? Khi anh ấy đã run rẩy hèn đớn đến nỗi, ai nói to cũng giật mình thì có gì mà hy vọng dù anh đi được tôi đến thăm anh trưởng tôi, hàng anh trưởng tôi rất khang trang, coi vẻ phong lưu, tôi đã biết tính anh thích ăn ngon, yêu phép tắc tôn ti trật tự, hay bắt bẻ vặn. Tôi chào, mặt anh hầm hầm đương tức tối điều gì, tôi phải thưa với anh rằng bao nhiêu lâu anh em xa cách, em đã trải những phút gian nan, tính mệnh treo đầu sợi dâu, anh có biết không, em lặn lội từ xa về đây để gặp anh, sao trông thấy em, mặt anh cứ lạnh như đá thế kia. Anh tôi nói mát chả dám chú còn nhớ phép lịch sự đến thăm anh, xin trả dám tôi đã thư anh đi đâu thì em vẫn nhớ anh em ta cùng lứa mẹ sinh ra anh cười nhạt hừ chú bảo chú nhớ anh mà lại vào nhà thằng hai trước khi đến đây thế thì phòng thử chú coi ra giáo nhà ta ra cái gì đôi lộn lên đầu hừ thế ra anh tính giận tôi đã quên tôn ti thứ bậc thảo nào mặt anh nặng như cái bỉ tôi định cãi lại một câu chẳng gì thì tôi đã đi đây đi đó Tôi không thể cung kính theo được cái thói trên dưới thứ bậc và cái việc chấp nhặt nhỏ mọn này. Nhưng chợt nhớ đến đây để rủ anh cùng đi, tôi đã quên tức và từ tốn trình bày, "Thưa anh, em cũng biết thế, nhưng vì anh hai đau yếu, lại tiện em đi qua nhà, thấy nên vào thăm anh ấy trước." Thế đấy, chắc anh vui lòng rồi. Anh tôi không vui lòng, anh tôi vẫn to tiếng, hỏi giật giọng, "Mấy năm nay chú đi đâu?" "Em đi du lịch." "Du lịch? Đi du lịch? Đi buôn bán?" Tôi, cười, chẳng buôn bán gì đâu. Du lịch là xem xét các nơi cho mở mang trí óc ra. Anh tôi cười khẩy, đi không kiếm được món ngon thì chỉ đi mỏi chân, có động dại mới đi như thế. Đi lang thanh thất thiểu thì ai ở nhà trông non phần mộ tổ tiên, ai đèn hương cúng dỗ các cụ. Thời bây giờ đứa nào cũng nóng lên với, đi, quần bất mục bất hiếu là chú, chú biết không, tôi giận lắm, nhưng chỉ cười thầm, đáng lẽ mẹ tôi nói những câu ấy mới phải. Nhưng mẹ hiểu, mẹ đã vui mừng thấy con bay nhảy sông hồ. Tôi lại nghĩ giá tổ tiên tôi mà biết được việc này hẳn các cụ Cũ cũng phát chán cái thằng con cháu cứ khư khư ôm miếng đất đến mòn đời. Chẳng làm được gì để lấy tiếng thơm cho cha ông. Anh này mới rúm tuổi mà lụ khụ hơn cả người già lẫn cẩn. Đằng nào tôi cũng cần nói rõ ý kiến của tôi. Tôi nói, thưa anh, em cũng biết rằng trên đời này muốn mở mang trí óc thì phải bước chân đi ra bốn phương, một ngày đang một sàng khôn tổ tiên ta dạy thế chứ các cụ không khuyên ta ngồi xó đâu. Cho nên em về đây, trước thăm anh, sau muốn rủ anh cùng đi phiêu lưu với em. Anh tôi hét to, mày chửi tao à, mày chửi tao, rồi xông đến trước mặt tôi. Nhưng tôi biết dù nổi nóng thế, anh cũng chẳng dám động đến tôi. Bởi tôi lực lưỡng to gấp mấy anh, quả thế, cáu lắm anh cũng chỉ dám cụm chán tôi và dừng lại, chừng mắt thế thôi. Tôi bực mình, xong vẫn cố làm vẻ bình tĩnh cái bình tĩnh lạnh lùng ngụ ý khinh khi tôi nghênh mặt lên không chào lặng lẽ quay ra đuôi cánh tôi quay chồng vào mặt anh một cách kinh thường tôi đã từ giã ông anh cổ hồ của tôi một cách ngạo mạn như vậy để mặc ông anh tức tím ruột tuy vậy anh cũng không dám đổi đánh tôi đành ôm mối căm hờn vì có đứa em hỗn láo dám đi phiêu lưu tôi còn đi tìm vài anh em quen nữa xong xem ra chỉ phường ra áo túi cơm thì lắm lắm có anh cũng như anh trường đã nói rằng nhà mình con một không thể nhất đán rời quê hương có anh mới nghe tôi nói đu du lịch đã xanh mặt lại và vái tôi có anh ngẩn ngơ hỏi đi xa thế độ mấy hôm thì về được tôi chẳng buồn trả lời một buổi chiều tôi đứng bờ đầm nước trông ra khi hoàng hôn xuống mặt nước trời bỗng sáng lên trong giây lát đượm vẻ bao la khêu gợi vô hạn lòng giang hồ bỗng sau lưng có tiếng ồn ào quay lại tôi thấy một dê chuỗi đương đánh nhau với hai mụ bọ muống. Hai mụ bọ muống vừa xông vào vừa kêu om sòm. Ai đã nói rằng, vừa đánh trống vừa ăn cướp, lúc ấy tôi đã thấy tận mắt cái cảnh thật đúng câu ví vậy. Hai mụ giơ chân, nhe cặp răng dài nhọn, đánh tới tấp. Chuỗi bình tĩnh, dùng càng gạt đòn rồi bổ sang, hai càng chuỗi móc tỏ đằng trước, khi hơi lên, coi oai như cặp trùy đồng. Tôi đứng ngắm và khen thầm, xưa nay tôi vẫn có ý coi thường các cậu dê chuỗi dê chuỗi quê kịch, mình dài thuần thuẫn, bốn mùa mặc ái ghi lê trần Nhưng bây giờ, nhìn anh chuỗi nhanh nhẹn này, tôi hiểu rằng không nên chỉ xem bề ngoài mà coi thường ai một cách hồ đồ như vậy. Chuỗi gan góc, một trống với đôi mà mà địch thủ vẫn luôn luôn bị cú đòn đau. Nhưng hai mụ bọ muỗng cứ vừa đánh vừa kêu, làm cho họ nhà bọ muỗng ở ruộng lúa gần đấy nghe tiếng. Thế là cả một bọn bọ muỗng lốc nhốc chạy ra. chuỗi ý biết thế nguy, lùi khỏi vòng chiến nhảy bòm xuống dòng nước, bơi sang bên này. Cách nước rồi, yên chí, chuỗi ý lại nghênh ngang đứng hướng về bên kia, dơ chân, dơ càng dọa lại bọn bọ muỗng vừa kéo tới. Thấy thế, bọn bọ muỗng tức, bật lên một cử chỉ bất ngờ là chúng bay ảo sang dợp cả mặt nước. chuỗi ý ta không dè bọn bọ muỗng bay mau thế anh ta chỉ kịp giơ hai cái càng răng cưa tròn xoe lên thì đã thấy không biết bao nhiêu răng móc đánh chém tới tấp xuống chuỗi ngã quay lũ kia xô cưỡi lên nhất định có án mạng phen này tôi vội nhảy tới bọn bọ muỗm hốt hoảng bay đi hết chuỗi nằm chỏng gỏng bất tỉnh nhân sự tôi vực về cửa hang lấy nước phun vào mặt chuỗi một lát chuỗi tỉnh còn rên hừ hừ bị nhiều đòn đau thâm tím cả mình chuỗi kể tôi nghe vốn trước kia hàng chuỗi xóm xa bên cánh đồng khác, một lần sang bên sông, thấy cỏ tốt quá bèn đến ở bên đó. Xóm ấy có bọ muỗng chú ngụ nhiều, bọn bọ muỗng thấy tự dưng có kẻ lông bông ở đâu đến, không ngày nào không có bọ muỗng đến sinh sự. Chúng cắt lượt nhau suốt ngà vào cà khịa, làm cho chuỗi không chịu được. Nhưng chuỗi vẫn gan lì, có khi chúng dọa đánh chết chuỗi, chuỗi rất ngang, không sợ, đứa nào chửi thế nào, chuỗi chửi lại thế ấy đứa nào muốn đánh nhau, chuỗi đánh nhau, tiếng bọm muỗm băng nhắng thế, nhưng dù thế cũng phải kiềm kẻ gan dạ, nên cũng mới chỉ có những cuộc xô xát xoàng thôi. Trận ẩu đà hôm nay là to nhất, bọn bọ muỗm định đánh chết chuỗi thật, chúng cho hai mụ ra sinh sự, lấy cớ rồi kéo cả lò ra. Đây là trận đòn thù chứ không phải cuộc ẩu đà tình cờ như tôi tưởng lúc mới đầu. Chuỗi dối rít tạ ơn, tôi khuyên chuỗi nên ở lại hang tôi mà chữa bệnh cho tới khi khỏi hẳn mới về được ít lâu các vết thương của chuỗi lành dần mấy hôm trò chuyện cũng chuỗi tôi biết tính chuỗi giấy vui hay nói pha trò và yêu đời nhưng tôi thích nhất chuỗi cũng ưa sự đi đây đi đó chuỗi thường khoe rằng tuy chuỗi còn ít tuổi nhưng đã từng đi xa tôi ngỏ ý rủ chuỗi sẽ cùng đi du lịch tôi bảo rằng ở phía chân trời xa kia chắc có nhiều cây lạ không nên về đồng cỏ cũ nữa chuỗi reo lên nhận lời ngay chúng tôi kết làm anh em từ hôm ấy, chuỗi ở luôn hang tôi và chuỗi tôn tôi là anh. Còn tôi gọi chuỗi là em. Thề rằng từ đây sinh tử có nhau, chúng tôi sửa soạn, một ngày cuối thu, tôi và chuỗi lên đường. Hôm ấy nước đầm trong xanh, những áng cỏ mượt rời rời, trời đầy mây trắng, gió hiu hiu thổi như dục lòng kẻ ra đi. Thế là tôi rời quê hương lần thứ hai, chương năm, vì lẽ gì mà mèn và chuỗi trốn đi được, đi lùi về phía sau hang tôi, có một cánh đồng lớn trèo lên ngọn cỏ lau cao nhất ngước mắt trông chỉ thấy xa tiết tắp mà chẳng thấy chân trời khởi đầu chúng tôi định đi suốt cánh đồng và bãi hoang chúng tôi ngày đi đêm nghỉ cùng nhau say ngắm dọc đường non sông và phong tục mỗi nơi mỗi lạ mỗi bước rời chân mỗi thấy tuyệt vời nhìn không biết chán mỏi chẳng muốn dừng bạn đọc yêu quý thật có đi có trải còn như do gió, gió cái thân sớm chiều ngơ ngẩn góc bãi cửa hang thì sao hiểu được trời đất bến bờ là đông Ngày kia, chúng tôi mê mải đi, tối lúc nào không biết. Một lúc, mặt trăng trắng bạch từ từ nhô lên, đêm ấy, trăng sáng lắm. Tôi bàn với chuỗi, nhân đêm sáng trăng, trời đẹp và mát, ta cứ đi, không cần ngủ đỡ. Nhưng nửa đêm, nổi cơn mưa lớn, chúng tôi ẩn lại dưới tổ lá chuối, cả đêm nghe mưa rơi như đánh trống trên đầu. Sáng hôm sau, bừng mắt dậy, trời đã tạnh hẳn. Tôi nhìn ra trước mặt, thấy một làn nước mưa mới chảy veo, veo veo giữa đôi bờ cỏ. đây là con sông mà đêm qua chúng tôi không rõ. tôi bảo chuỗi. xem như dòng sông này chảy ngoặt về phía bên kia, tức là cũng dọc theo đường mà chúng ta định đi. mấy hôm chúng mình quốc bộ đã nhiều, bây giờ ta thử xuống sông đi thủy một chuyến. Chủ ý nghĩ thế nào, cũng phải tập cho quen sông nước chứ. chuỗi nghe ngay. chuỗi bản mỗi đứa nên đi một chiếc thuyền bằng lá sen thật khô mùa nước lớn muộn này cái giống sen nhật trôi lang thang mặt nước vẩn vơ như chim vỡ tổ mỗi chiếc lá có một bầu phao khô to như quả trứng cưỡi lên thì nhẹ và êm lắm tôi cũng nghĩ thế nhưng tôi bàn thêm lấy vài lá sen nhật ghép lại đóng thành bè đi chung tiện lợi hơn nhiều chúng tôi bèn ghép ba bốn cánh sen nhật lại làm một chiếc bè bè chúng tôi theo dòng trôi băng băng mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy nhìn hai bên ven sông, phong cảnh thay đổi đủ điều ngoạn mục. Cỏ cây và những làng xa gần, núi xa luôn luôn mới. Những anh gọng vó đen sảm, gầy và cao, ninh cặp chân gọng vó đứng trên bãi lầy nhìn theo hai tôi, ra lối bái phục. Những ả cua cảnh cũng dương đôi mắt lồi, tình tứ và âu yếm ngó theo hai tôi với muôn vẻ quý mến. Đàn săn sắt và cá thầu dầu thoáng ngập đâu cũng lăng xăng cố bơi theo bể hai tôi hoan nghênh vắng cả mặt nước. Mỗi hôm cứ chừng gần nửa buổi chuỗi lại khoan thai thỏ cái càng như chiếc bơi trèo thả xuống nước lái bè vào bờ lấy cỏ ăn cái cách vừa đi vừa nghỉ ấy cũng mất thì giờ nhiều sau chúng tôi định đi luôn một thôi nhiều ngày thế rồi có lần ghé vào bờ chúng tôi chọn bụi cỏ tốt hái đầy xuống đầy bè cỏ non tưởng phải chén đến hai phiên chợ mới hết nhưng đi sông nước chóng đói mới có hai ngày một đêm đã lại phải tạt vào hái cỏ tuy vậy cũng nhanh hơn trước nhiều Đêm ấy, trời tối như mực, tôi ngồi phục vị, mơ màng nghe nước óc ách chảy như tiếng đàn thành thơi ai gầy dưới gầm bè mà ngủ quên lúc nào không biết. Khi dậy, trời đã sáng, nhưng ô hay, sao thế kia, nhìn xung quanh tôi không biết để đâu cho hết bâng khuâng. Quay sang bên cạnh, thấy chuỗi cũng đương đờ ra, hai cái dâu chuỗi hơi đụng đẩy, chắc cu cậu đương xúc động lắm. Bè chúng tôi không còn ở trong dòng sông xinh đẹp hôm qua với hai bờ cỏ non xanh tươi mà bây giờ chúng tôi đương trôi vào quãng mênh mông, không trông thấy hút bờ phía nào. Như ở giữa bể, nghĩa là chúng tôi đã từ sông mà trôi ra vùng nước lớn từ đêm hôm qua. Chào ôi những bất chắc gì đang đợi chúng tôi đây, tôi sụp tìm trong bè xem có vật nào khả dĩ dùng làm bè bơi trèo được. Nhưng chẳng có chi, ngoài mấy cái xương sống lá và một ít cỏ chú ý lại thỏ hao chiếc càng bơi trèo của mình xuống bơi một lúc. Nước to, bè dành ngược dành xuôi, cây bơi trèo càng kia chẳng thấm vào đâu. Chú ý tỏ vẻ chán nản, ngước lên thở dài. Bây giờ đành lênh đênh giữa nước, không cách gì khác là mặc gió đưa đi đâu thì đưa. Đưa vào bờ nào đó chờ đợi ở chỗ tận cùng ấy. Mà gió thì đương thổi bè đi xa, chúng tôi đành nằm yêu chờ đổi gió và rủi may sóng đánh cao quá đứng trên bè trông ra thấy sóng nối nhau nổi lên lồi lõm như núi trước mặt bè chúng tôi lao từ ngọn sóng xuống cuối sóng nhiều lúc tưởng chui ngục cả vào trong nước may nhờ được cái bè vốn nhẹ nên tuy nước giữ chúng tôi bán chật chắc sóng cũng không lật chết nổi chúng tôi có điều tôi quên chưa nói cùng bạn đọc ấy là cái dạ dày của chúng tôi vốn rất háu ăn lại phải xốc vác trên sông nước cho nên chóng lép ghê thường một ngày tôi chén tới ba bữa là ít, mà bây giờ, dần dần mới vài ngày lênh đênh đã nhẵn hết cỏ. Thế là bốn phía vẫn mênh mang không thấy, bến bờ nào hết, chuỗi lại nhìn tôi, băn khoăn, buồn, tôi cố bình tĩnh, vẫn vui như thường, thấy thế, chuỗi cũng hơi yên lòng, tôi vỗ cánh múa càng, vừa múa vừa hát nghêu ngao. Chuỗi cười, rồi chuỗi cũng múa càng lên, trong cơn gian nguy, có được sự bình tĩnh cũng đã là có một cớ để tin tưởng. Qua ngày thứ hai thì tôi cũng hết hơi, mỗi khi há miệng, ruột lép muốn co lên, chuỗi tìm cách gặm lại những mép lá sen khô. Nhưng ăn lá khô khác gì ăn gỗ không nuốt được, vừa đói vừa mệt, mà chúng tôi lại không dám nhắm mắt ngủ, sợ nếu chợp đi, vô ý không bám vững vào bè, gặp sóng to đánh, bè úp không kịp níu lại, hoặc có con cá lớn đói mồi nào quẫy lên đớp nhằng một cái thì mất mạng như chơi ngày thứ ba, một màu nước trắng, ngày thứ tư, vẫn một màu nước trắng, ngày thứ năm, màu nước trắng, ngày thứ sáu, nước trắng, ngày thứ bảy, trắng, ngày chín, ngày mười, qua ngày mười, cả hai chúng tôi không đứa nào còn có thể đứng lên được. Cái đói ghê gớm cứ đánh liệt dần từng bộ phận trong người, bây giờ đến lúc nó làm rúm kheo lại, chân run lẩy bẩy, lại phải nằm móp bụng xuống. Từ chỗ này muốn qua chỗ khác, chúng tôi chỉ lách nhích từng tèo. Chủ ý khẽ thở dài chết mất anh ạ à. tôi đáp đừng lo xe mây vẩn trời đêm nay có cơ đổi gió anh thấy hình như có cái bóng xanh mờ mờ đằng kia có phải đấy là bờ gió mà đưa được anh em ta về chỗ bờ xanh xanh ấy là tốt rồi chuỗi bảo chuỗi không nhìn thấy còn tôi không biết là lóa mắt hay đấy cũng chỉ là tưởng tượng trong hy vọng mà thôi hơi sức mỗi lúc một khác chiều hôm ấy thì đã đến cung cảnh muốn nói đôi câu chúng tôi phải ghe vào nhau thì thào, tiếng cứ phào phào. Chú ý băn khoăn, chú ý hay nhìn trộm tôi, tôi đoán thế, tôi hỏi luôn, chú sắp có mưu gì bàn cùng anh, chú ý lắc đầu, nhưng lát sau, chú ý nói, thưa anh, em nghĩ anh em mình khó lòng thoát chết. Tôi gạt chú đừng nghĩ thế mà nản lòng anh em ta, chú ý tiếp, anh mắng thì em cũng nói, em tuyệt vọng rồi, mắt em mở đi rồi đây này. Chú ý im một lát rồi lại thêu thào, em trộm nghĩ chết thì đành chết nhưng không nên chết cả, vô ích, ta phải tìm cách. Tôi, hỏi, chú nói như vậy nghĩa là sao? Chú ý ngập ngừng, nghĩa là, nghĩa là, ta tìm thứ gì tạm ăn cho sống được. Em có đôi càng, chấm ans, tôi, ngắt lời, thôi anh hiểu bụng chú rồi. Chú cứ nghĩ rằng không nhẽ anh em ta lại chịu chết lênh đênh cả như thế này, mà phải cứu sống lấy một. Chú định để anh ăn thịt chú, chú chịu hy sinh cho anh sống. Ta khen chú điều thủy chung nhưng em ơi tử sinh là lẽ thường mà mặc em cũng như mặc anh đều quý cả. Huống chi chẳng lẽ chúng ta chịu nằm chết đói trên mặt nước này dù thế nào cũng không bao giờ nản chí. Chuỗi cứ khẩn khoản rồi chìa càng lên mời tôi ăn. Chuỗi gượng cười bảo rằng chuỗi cụt cả hai càng cũng không sao, không thể chết vẫn khỏe như thường. Chuỗi đã thấy có anh dế cụt càng như thế, tôi gạt phát đi và mắng chuỗi. Sau cùng anh em tôi ôm nhau mà khóc. Những giọt nước mắt thương nhau ấy đã làm chuỗi yên tâm và bình tĩnh trở lại. Đêm ấy, trời chờ gió, trơ vơ giữa trời nước, gió lại thổi nhiều, lạnh quá. Chúng tôi nằm co quắp vào nhau, chuỗi ngửa mặt lên trời, gần như ngất đi. Họ dê chúng tôi, ai cũng vậy, chỉ có khi sắp chết thì mới chịu phải. Nằm ngửa, bây giờ thấy chuỗi như thế, tôi đã lo lo. Tôi sờ lên mặt chuỗi xem còn thở không, rồi lay gọi, mãi chuỗi mới u ớ tình trời nghe chờ gió ầm ầm trên mặt nước tôi chợt nảy cái mừng vô vơ có lẽ gió này đưa chúng tôi vào bờ có lẽ thế có lẽ tôi chợp mắt cũng chiêm bao thấy thế tới nửa đêm tôi cũng mệt quá thiếp đi sớm sau nghe đầu bè có tiếng động rền như tiếng sấm tôi thức dậy hé cặp mắt nặng nề nhưng mắt vừa hé đã bị trói đầy ánh sáng mặt trời tôi nhích đầu lên cổ đây như bị ai cứ tôi thấy ngợp mắt một bờ cỏ xanh gì thì ra bè chúng tôi, từ lúc nào đã trôi vào gần một bờ cơ. Cái tiếng sấm đằng kia vang lại chỉ là những tiếng động quen thuộc của làng xóm đằng ấy đương rộn rã trong một ngày nắng. Tôi bò đến lay chuỗi, chuỗi vẫn nằm ngơi như chết. Tôi phải nghe và đập vào ngực xem còn thở không. Vẫn còn, tôi cúi xuống ngậm nước phun vào mặt chuỗi. Chốc chuỗi hắt xì hơi liền ba cái. Vừa tỉnh, mắt còn nhắm, cha su đã rền rĩ kêu. Tôi trỏ vào bờ xanh xanh chuỗi nghền cổ nhìn rồi rú lên, trông thấy sống, thế là tự nhiên chúng tôi khỏe hẳn hơn lúc nãy, nhưng cũng phải đến chiều, bè chúng tôi mới sạt vào và bây giờ chúng tôi mới lên được bờ. Bè vào sát bụi cỏ, tôi túm lấy leo, chuỗi cũng làm như tôi, không đến nỗi rơi xuống nước, chúng tôi lên bờ, để lại đằng sau chiếc bè trống không nhẹ bỗng, vụt cách, trôi vèo vèo vào gió nước. Bè ơi bè, từ nay giã biệt mày, tôi cúi xuồng gặm miếng cỏ bên cạnh, chuỗi ý húc đầu hy húi ngồm ngoàm ngốn tự lúc nào. Thứ cỏ đó, cỏ nước, lá cứng nhiều gân và ngâm ngâm đắng, phải như mọi ngày, tôi chẳng thèm ghé răng, ấy vậy mà lúc đó chén ngon đáo để, thế mới biết, đã đói, nuốt đất cũng thấy được. Ăn xong, trời đổ tối, cẩn thận, chúng tôi chạy một mạch vào trong đề phòng nếu đêm có mưa, nước lớn không cuốn chúng tôi đi được. Đến bãi cỏ trên mô đất cao, chúng tôi lăn ra đánh giấc say xưa. Sáng hôm sau, tôi trèo lên ngọn hoa cỏ xước, ngắm địa thế chỗ chúng tôi bạt phong vào. Đó là khoảng bãi rộng, lầy lội bùm tum toàn giống cỏ nước. Quá phía trên, đất hơi ráo, nhưng cũng chỉ độc một thứ cây ké hoa vàng rười. Xóm ấy xưa dày sông vất cả trong bùn lầy nước đồng. Dân cư chỉ có vài nhà cóc, mấy anh anh u ưng, chỗ chàng, nhái bén, một ếch cốm và một chú rắn mòng. Hoặc giả cũng có thêm một vài giống nữa nhưng cả cái xóm bùn lội đen ngòm với da rẻ chân tay loài ở bùn cũng om như thế ít ai mới nhìn đã mới nhìn đã phân biệt ngay ra được xóm ở trơ vơ trong cái cù lao giữa nước muốn vào đất liền phải qua bãi lầy và một dòng sông nhỏ theo thói quen ở bãi và lại đường xá đi lại diệu vợi mọi nhà trong cù lao không mấy ai ra ngoài không ai nghe biết tin tức mọi nơi suốt ngày bàn tán quanh quẩn lúc nào cũng vang động tiếng cãi cọ tranh nhau đoán xuông xem bao giờ thì trời mưa. Suốt đời họ mong mưa, bởi có mưa, đất lầy nguyễn ra, dễ đào bới, mới được cái ăn. Cứ điều qua tiếng lại, mỗi miệng thêm một lời, không ai nhịn ai, u ồm u ồm oang oang mãi lên. Cánh này đã to tiếng thì thì phải biết là ẩm ý, mới có cậu ảnh ương căng mép, phình bụng chỉ nói một câu bình thường cũng váng ai cả xung quanh rồi. Chúng tôi vào đây, nghe loạn xạ, mà đi một lúc chưa gặp ai. Mãi sau có anh rắn mỏng trông thấy chúng tôi rắn mỏng ngoe nguẩy trườn ra chỉ có trẻ em nhút nhát thì sợ rắn mỏng chứ thật ra anh rắn mỏng hiền như cái độn dạ. Không ai thấy anh nói bao giờ, tưởng câm, nhưng anh ấy chỉ có tính ít nói thôi. Hàng ngày, anh mỏng vơ vẩn trên mặt nước đợi mồi. Một mũi mắt, một gã bọ bèo lạc tới, anh tợp ngay. Nhưng, chương 5 phần 10 trang 35 thường đợi cả tháng cũng chẳng được cái tợp nào. Mỏng đương lúc đói mới nghe tiếng chân chúng tôi đi tới liền bỏ ra. Nhưng khi thấy chúng tôi to lớn, chân càng gai ngạnh không thể là mồi của anh thì, thì mong lại cúp mắt xuống, nhìn chỗ khác và trườn đi. Sau có nhai bén trông thấy chúng tôi, nhai bén tính nhau nhỏ liền ra bảo ánh ương đi rong khắp nơi đánh lệnh vang vang giao cho cả làng nước biết có người lạ vào địa phận. Thế là, cả xóm lô nhô kéo ra, trông những cái bụng lép và nét mặt vêu vao, tôi đoán biết họ kéo ra làm gì họ ra xem chúng tôi có gì cho ăn hoặc chúng tôi có phải là thức ăn được không. Nhưng thấy chúng tôi sừng bướng, đầu mình bọc giáp sắt, chân mang khí giới nhọn hoắt thì họ lại lờ vờ làng dần. Đã lâu trời không mưa, không có nước rình vào xóm nước hồ lâu mưa thì trong vắt, chỉ đẹp mắt mà không có thức gì ăn nên dân cư trong hồ đói lắm. Bao giờ cũng vậy, sự cùng quẫn hay khiến ta nghĩ ngợi và giận dữ. Không biết vặc vào ai chẳng biết trời ở đâu mà lôi xuống bắt làm mưa dù cho tiên sinh cóc có được tiếng là cậu ông trời đi chăng nữa thì cũng đành chịu cho nên họ đâm ra nóng tính động một tí cũng cáu kỉnh bực tức ầm cả lên trong xóm không lúc nào dứt tiếng chửi vã nhà này đòi nợ nhà kia chỗ này bàn chỗ kia tán inh ỏi những uông ngoạc những kèn kẹt ngày đêm không bao giờ ngớt bởi vì không biết giải quyết thế nào thấy chẳng ăn thua gì mấy anh nọ lảng đi như rắn mong chỉ còn đôi ba bắt cóc ngẩn ngơ đứng lại một cóc tóc tép miệng như tợp được mồi vờ nhai cho đỡ thèm một cóc khác bước ra cất lên một giọng rất văn vẻ cóc vẫn nổi tiếng thầy đồ thầy đồ cóc trong tranh tết hà cớ mà nhị vị tráng sĩ du nhàn qua bản thôn rõ chán nói chữ mà chưa chắc đã biết nghĩa tôi bấm bụng nhịn cười thầy đồ cóc rồi dùng cái khoa giao thiệp hoa mỹ khôi hài đó đáp đùa lại thưa tiên sinh chúng tôi đi du lịch kèm kẹp du lịch kèm kẹp, du lịch, vậy bỉ phu xin hỏi nhị vị tráng sĩ, nhị vị xưa dày là tay dọc ngang nào biết trên đầu có ai, thế thì chắc nhị vị phải nghe tiếng từ lâu rằng bỉ phu mặc dầu thanh bạch ở hang dưới đất nhưng bỉ phu là cậu thăng trời đấy. Nhị vị qua chơi nhiều nơi chương 5 phần 10 trang 36 trên hoàn cầu, nhị vị có gặp thằng cháu, trời đánh thánh vật, nhà tôi ở đâu không? Chú ý mỉm cười, dùng càng lít tôi một cái, tôi nháy, ý bảo phải nghiêm một chút, gặp đứa dở hơi thì cũng cứ liệu lời cho qua chuyện mới được. Tôi bèn lấy điệu vuốt sâu tưởng tượng, làm vẻ đứng đắn trả lời rằng, thưa tiên sinh, chúng tôi có gặp ông trời, kèm kẹt, rất tiếc, kèm kẹt, rất tiếc, không được tương kiến trước. Thế thì nếu như từ nay về sau nhị vị tráng sĩ có còn gặp nó thì hỏi nó cho bì phu rằng, vì lẽ gì mà lâu nay bản thôn không có nước mưa. Cây thẳng, trời đánh thánh vật, cháu tôi mê mải tổ tôm sóc đĩa ở đâu mà không biết suốt đêm cậu cóc nó phải nghiến răng kèm kẹt đến nỗi đâu đâu cũng nghe như tiếng trống đăng văn ấy chăng? Đến nỗi cậu nó đã nghiến mòn hết cả răng rồi đây chăng? Suốt nữa tôi bật cười thành tiếng, giỡn trời thế chứ nào tôi biết cây lão trời, trời đánh thánh vật, ấy ở mô tê. Tôi còn đương bụng miệng nhịn cười, nhưng chuỗi đã ngứa tay không giữ nổi vai kịch, bỗng choang một câu, trời với đất, cậu với cháu, chỉ vớ vẩn nói thẳng thừng là muốn ăn mà chỉ ngửa tay thế thì kêu đến sái cổ, gãy răng, gãy hàm nữa cũng chẳng quả sung nào dụng chúng vào mồm đâu. Cóc còn đưa ngơ ngác nghe chưa thủng câu nói mỉa mai của chuỗi. Tôi đã chen vào, át đi, tôi cung kính, lễ phép nói to, thưa tiên sinh, tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ dù chưa được tiên sinh dặn thế, chúng tôi cũng đã có câu hỏi việc lâu nay sao hạ giới không mưa. Ông trời ông ấy cứ xua tay nhăn mặt mà rằng hồi này tôi mắc bận chưa mưa được, chưa mưa, bận lắm lắm. Việc ông trời là việc làm mưa mà ông ấy lại kêu mắc bận, chẳng hiểu bận gì, tôi cũng chẳng hiểu ra sao cả, nhưng không dám hỏi nữa. Tôi nói thế, cóc ta đã kêu kèn kẹt vẻ mãn nguyện, ầm ĩ, bỉ, phu hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, thế ra cháu nó bận quá đến nỗi quên cả cho cậu nó uống nước. Cháu nó bận quá, có thế chứ, à ra thế, thảo nào cóc cứ dấm dớ lý sự và lầm nhầm một mình nghĩ. Một mình nói thế trong khi cả đàn cóc nhô nhốp nhảy ra lại nhảy vào, vừa kèm kẹp, vừa gật gù, có thế chứ, à ra thế. Thảo nào, tự an ủi mình bằng câu chuyện tầm phưa của tôi. Các cậu cóc chỉ quanh quẩn xó hang mà khoái cái hoai hờ, con cóc là cậu ông trời, là như thế. Chúng tôi nhắm mắt, nhắm mũi lại lan ra cười. Đến khi mở được mắt, không thấy cóc đâu nữa chỉ thấy đi tới một chàng nhái bén gầy lêu đêu cao, hai cái đùi bé quắt mà dài quá nửa thân mình. Bộ quần áo thể thao của nhái bén bó sát người, cứ so le, sộc sịch, càng có cảm tưởng như cái cẳng chân nó dài thêm ra. Chúng tôi lại toan cười, nhưng mặt nhái bén vốn nhợt bây giờ nghiêm sám hẳn lại. Tôi im, tôi ngờ có điều gì đây, quả thật. Lão cóc có tính khuếch khoác chứ không phải lão cóc là cục đất mà ai chửi vào mũi lão cũng được. Còn có câu ví, gan cóc tía, cơ mà lão cũng thâm lắm, cho nên sự chế giễu và nhạo báng lão của chúng tôi không qua nổi ý tư lão. Đến lúc chúng tôi nhắm mắt lại cười vào mũi lão như thế thì lão cáu lắm, và thành cái kết quả ngay là các lão đi khắp xóm là có kẻ trộm vào xóm. Nháy mắt, nhái bén nhảy thoát đến trước mặt, nói, đại vương ếch có lệnh đòi, chúng tôi theo nhái bén đến dưới một búi cúc tần ẩm thấp, nhớp nháp, trông vào thấy ếch trồm trỗm ngồi vênh mõm trên viên gạch vuông như kiểu ngồi trên sập, ra điều uy nghi lắm đôi mắt lồi nghiêm nghị của lão ta cứ dương trừng trừng. Hai khoeo chân trước khoảnh ra, đôi chân sau xếp tẻ he lại. Ngực và bụng trắng bóng giống lối cổ áo thầy kiện, cứ phập phồng đưa lên đưa xuống lấy hơi sắp nói, nhưng mãi chẳng thấy nói gì. Đặc biệt trên gáy lão ra điểm mấy miếng xanh ở cổ áo và lưng áo như hạt cốm. Bởi thế, lão cũng có tên là ếch cốm, và có lẽ trong hoàn cảnh đói kém này, lão cậy mình còn to béo khỏe mạnh nhất vùng nên lão xưng là đại vương, đại vương ếch cốm. Với chúng tôi, đại vương hay là cái gì thì cũng chẳng bận tâm. Qua câu chuyện tôi chỉ có nhận xét tính lão cũng hệt bọn đồ cóc đã rốt lại còn hay khoe chữ. Còn cái tính khoác lác của ếch thì một tấc đến trời, hơn cóc nhiều. Chuyện với anh nói khoác nó chỉ biết nói cho nó nghe và không biết nghe ai nói cả. Cứ tức anh ếch như bị bò đá. Ếch cốm hỏi hay nói cũng không rõ chúng bay sang buôn ngọc bên vùng rùa rùa trong chân núi tôi đáp thưa tôi biết rồi ta biết rồi đây vào đến vùng rùa rùa còn xa một phiên chợ ngày trước ta đã chuỗi sẵn tiếng ngắt lời không tôi không đến vùng rùa rùa ta biết rồi ngày trước ta đã vào chơi vùng rùa rùa trong chân núi ấy ngày trước ta ngày trước ta ngày trước ta nói có mấy câu thì đầu đuôi câu nào cũng ngày trước ta và ta biết rồi nên cho anh chàng khuếch khoác này thêm cái biệt hiệu là anh, ngày trước ta, hay anh, biết rồi. Cái lão đại vương ếch cống này chẳng biết cóc gì nhưng cái gì cũng nói trước. Mình chưa nói hết câu no đã nói nốt câu mình nói, cái gì cũng tỏ vẻ biết, và cái gì ta cũng giỏi. Bây giờ tôi mới rõ câu tục ngữ, ếch mùi đáy giếng, thế mà thâm và ý nghĩa sâu. Không ai chịu được những anh đã rốt lại hay tự đắc và dở hơi. Chủ ý có tính nóng này, thấy trái tai, chú ý cãi phăng, nói phăng, rồi muốn ra sao thì ra, chú ý vang một câu, này ông hỏi chúng tôi, chúng tôi đã trả lời đâu mà ông biết được, ông chẳng biết cóc gì hết. Ông là ếch vừa đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng chỉ trông thấy màu trời trong miệng giếng đã tưởng non thấy cả vòm trời. Ha ha, ếch ngồi đáy giếng, hôm nay mới thấy thật ếch ngồi đáy giếng, ếch cốm tức quá, hết ẩm ý đuổi chuỗi, chuỗi điểm nhiên dơ càng. Ếch cốm không dám xông đến chúng tôi không chạy, cũng không nói, chúng tôi ung dung đi ra. Làm vẻ ngông nghênh cũng không tốt, nhưng lúc ấy chúng tôi thú vị như thế đấy. Ếch cốm gọi cả xóm lại, bàn cách nện chúng tôi. Nhưng buồn cười thay, chương 5 phần 10 trang 39 xóm này mới chỉ dì tai bàn bí mật mà đi tận xa xa cũng nghe tiếng uông hoạc. Nói thế này, thế nọ, cứ ẩm ý dối xòe. Ai cũng kêu là ghét hai thằng lếu láo, giá thấy mặt bây giờ thì phải đánh cho chúng mấy đánh những quân lang trả ở đâu đến rõ bọn đầu trộm đuôi cướp. Phải vặn cổ nó xuống, tức lắm, phải nện cho chúng nó một trận như tư. Ếch cử ảnh ương và chỗ chàng đi đánh chúng tôi, cả hai anh chàng cùng nhăn nhó là có bệnh đau bụng kinh nhiên. Ếch bảo cóc, đáng lẽ cóc phải hăng hái đi nhất thì cóc trả lời rằng với chúng tôi, cóc là chỗ quen biết, xưa nay có giao thiệp, và chăng, đã là thầy đồ nho nhã biết ngậm cái bút lông mèo thì không bao giờ thượng cẳng chân hạ cẳng tay như kẻ tầm thương. Đến lượt nhái bén, nhái bén ngoẹo mình, dơ mạng sườn, làm hiệu và cứu, tôi gầy lắm, đứa nào thổi mạnh một cái tôi cũng ngã huống chi chung nó những hai đứa. Rắn mỏng khước mình vừa lột, xương cốt mình mẩy còn mỏng manh lắm, chưa làm việc nặng được. Đến khi cả bọn cóc, anh ương, nhái bén, chỗ chàng, rắn mỏng đồng thanh cử đại vương ếch cốm hãy tạm rời cái mả ếch mùa đông ở bờ đầm nước và cái sập gạch kiên cố ấy bước ra, đi trước, bọn họ sẽ theo sau trợ chiến thì ếch cốm ra phồng bụng, phồng mép, chố mắt, quát như ta đây đường đường một đấng trượng phu hai nhãi ấy chưa đáng mặt đỏ sức với ta. Rốt cuộc, ai về nhà nấy và lại làm công việc hàng ngày của mình. Mỏng và cóc đi rình mũi, nhái bén leo cây, chỗ chẳng hát nghêu ngao, những kẻ khác thì ngồi than vãn, khóc lóc hoặc cãi vã nhau cho qua ngày. Còn đại vương ếch cốm vẫn lặng im tư lự một cách vô tích sự trên hòn gạch vuông suốt mùa đông lão ngồi ngậm hơi không một lần nhích đít khỏi cây sập quay vệ trong cái mà của lão. Chúng tôi chẳng muốn gây sự và cũng không lưu luyến gì đất này, đất buồn. Có đáng kỷ niệm đây chỉ là nhớ nơi mà chúng tôi lênh đênh từ ngoài nước lớn giạt vào một lần thoát chết. Tôi cùng chuỗi đi ngược lên phía những dặng cây ké hoa vàng lấp lánh một dòng sông. Chúng tôi định vượt qua đấy có thể tìm một ít cỏ tốt rồi nghỉ ngơi vài ngày chăng chuỗi nhảy xuống nước, bơi sang, bơi một quãng bỗng nhiên chìm nhìm, cả hai cây dâu cũng không thấy ngo ngoe trên mặt nước, như bị chương 5 phần 10 trang 40 đột ngột rút chân xuống. Chốc, thấy chuỗi ngoi lên, kêu váng rồi hớt hải quay lại. Tôi định thần nhìn kỹ thấy quanh đấy có luồng sóng cồn đuổi theo. Một đàn cá săn sắt đương rầm rập kéo đến, những cái đuôi cờ ngũ sắc bay hoa cả mặt nước, vừa rồi mải bơi, chính là chuỗi bị mấy gã săn sắt ấy kéo tụt xuống. May, chú ý cố vùng thoát lên, bây giờ tôi mới kinh hãi nhìn dần ra khắp dọc sông, chỗ nào cũng thấy đông đặc cá săn sắt với những đôi cờ múa dợp bóng nước. Chúng lượn đi lượn lại, vẻ nghênh ngang, chặn đường. Cái này chắc có âm mưu gì đây? Rồi tôi thấy săn sắt kéo đến mép nước phía chúng tôi, hầm hè toan nhảy hẳn lên bờ đòi tròn nhau, rất hung hăng. Thế này phải tìm cách thoát ngay mới được. Ờ, có thể ếch cốm lập ra mưu này. Cây lão khoác lác một tấc đến trời mà cũng mưu lược hướng. Lại vài mụ diếp trắng trẻo, béo tròn con quay, lò mò đến. Các mụ tung tăng múa vây, múa gáy, rồi mấy bác cá ngão mắt lồi đỏ, dài nghêu, mồm nhọn ngoác ra, ở đâu bơi chớp nhoáng đến, đỗ kề ngay bờ trước mặt, há miệng đợi đớp. Ôi chao, nếu không mau chân, bọn này cứ thắt mãi vòng vây, chí nguy. Chuỗi lao tao mà đã thấy cuống, chuỗi nóng tính, nóng hăng thì cũng nóng nhụt, chưa chi cả mà đã hốt, tôi bảo khoan khoan liệu việc, nhốn nháo thì hỏng đấy, bỗng chuỗi lại chu lên, kìa kìa, lũ nữa đến, nhìn lên đầu sông thấy mấy bắc cá chuối đương lừ lừ tới. Bóng cá chuối loáng cả dòng nước, răng nhe trắng như lưỡi cưa, nó lướt vào đến trước mặt thì dòng nước đương trong vắt bỗng đen sạm như nền trời cơn mưa, phải tính việc tẩu ngay, nhìn sang bên kia sông, tuy xa nhưng tôi cảm thấy nếu tôi cố thì có thể bay qua được tôi sẽ bay qua ngay trên đầu chúng nó nhưng đôi cánh của chuỗi ngắn thun lùn không thể bay xa thế trong khi ấy nếu còn trù trừ thì chết đàn cá chuối hung hăng sẽ ngoi lên tận bờ bùn này đớp chân chúng tôi hoặc một thằng chạch một thằng lươn có thể độn thổ lên ngay vũng bùn dưới chân chúng tôi đứng đây tại sao nên tai nạn như vậy về sau tôi mới hiểu chỉ vì cái thói nghịch ác và sự coi thường xung quanh của chúng tôi chẳng là bị khích thế. Cả xóm ếch nhái đương buồn bã kia bỗng phát cáo lên và các xóm cá ngoài này nghe phong thanh có hai thằng dế bơ vơ ở đâu đến làm loạn sông thì cá kéo ra đánh đuổi đi. Lúc ấy, tôi khom người xuống. Tôi đã nghĩ ra một cách. Tôi bảo chuỗi trèo lên lưng. Tôi mím miệng nghiến răng, gắng sức bình sinh cõng chuỗi bay qua sông. Không cất cao mình lên được, tôi chỉ đủ sức bay là là mặt nước. Cả đàn mấy chục các loại cá đuổi theo, chen nhau đánh sóng và quẫy đuôi ngoác miệng bắn nước lên đầy mặt tôi, ướt cánh và ướt cả bụng tôi. Tôi chỉ núng cánh một chút, nó mà tợp được chân tôi lôi xuống thì tan xương cả. Lưng tôi nặng như cái cối đá đè, tôi cố sức, cố sức, cố sức, cuối cùng, tôi lướt khỏi mặt nước, sang tới bờ bên này bãi cỏ. Tôi lan cành ra bãi, trong khi chuỗi bị hất tung ngã tít đằng kia. Chờ dậy, trông bờ bên ấy đã thấy cả xóm ếch nhái kéo ra. Tuy vậy, vẫn không thấy đại vương ếch cốm đâu. Thêm viện binh, bốn bắc cua núi đen xì như bốn cái xe bọc sắt to cành, múa lên những chiếc càng rất lớn. Tưởng nếu bị càng đó cắp thì bụng tôi có thiết giáp cũng phải phòi ruột. Nhưng chúng tôi đã qua được sông, thách cũng chẳng mống cá nào dám lên bờ đuổi. Nghĩ cứng thế, nhưng tôi lại chợt nghĩ thêm, biết đâu ai học được chữ ngờ, như cái lần chuỗi bị cả xóm bò muỗng bay qua sông sang đánh suýt chết đấy. Tôi vội bảo chuỗi cùng nhau chạy trốn ngay, chuỗi cũng hiểu, chúng tôi biến rất nhanh, tuy vậy, trước khi chạy, vẫn làm oai ta đây, chúng tôi dơ càng lên, gì gì hát một bài. Chuỗi sò hai chân vào hai dâu, cong cong dâu, làm hiệu diễu cợt. Giờ trò trêu ngươi cái đã, nhưng bên kia bọn bên kia sông chưa kịp nổi giận thêm tôi đã kéo chuỗi chạy một mạch đến tận hàng cây xanh xanh mờ mờ đằng xa. chương Sáu, thề rằng sinh tử có nhau, hàng cây mà lúc còn ở ngoài bãi chúng tôi trông thấy mờ xanh xanh, là cánh rừng cỏ may. Bấy giờ mặt đất đương mùa hoa may, chúng tôi đi mịt mờ dưới bóng hoa may, trông suốt bốn phía chân trời đâu cũng phất lên một màu trắng bảng bạc, xam xám những ngủ hoa may. Trong rừng hoa cỏ may ấy ngủ những xóm chuồn chuồn, đối với chuồn chuồn, họ dê chúng tôi là láng giềng lâu năm. Hàng dế thường ở quanh bãi và gần hồ ao, chuồn chuồn hay đậu trên ngọn cỏ cao bên bờ nước. Bởi thế, đã thành thói quen như bức tranh sơn thủy thì phải có núi, có sông, chàng dế và chàng chuồn chuồn cứ mùa hè đến lại gặp nhau ở bờ cỏ, anh động ngọn, anh nằm gốc. Trong đám cỏ, có khi nắng trang trang chuồn chuồn thật khỏe chịu nắng chúng tôi thường sôi nổi đàm luận việc đời, nhất là những chuyện đường xa. Xóm mấy chú ngụ đủ các chi họ chuồn chuồn, chuồn chuồn chúa lúc nào cũng như dữ dội, hung hổ nhưng kỳ thực trông kỹ đôi mắt lại rất hiền chuồn chuồn ngô nhanh thoan thoát, trao cánh một cái đã biến mất. Chuồn chuồn ớt rực rỡ trong bộ áo quần đỏ chót giữa ngày hè trói lói, đi đằng xa đã thấy. Chuồn tương có đôi cánh kép vàng điểm đen thường bay lượn quanh bãi những hôm nắng to. Lại anh kìm kìm kim bấy lầy như mẹ đẻ thiếu táng, chỉ có bốn màu cánh tí tẹo cây đuôi bằng chiếc tăm dài nghiêu, đôi mắt lồi to hơn đầu, cũng đậu ngụ cư vùng này. Họ nhà chuồn chuồn cứ miên man đi tha phương cầu thực, nhưng hễ khi trời sắp rông gió thì lại bay qua đồng hoa cỏ may tìm về tránh mưa trong chân cỏ. Chúng tôi vừa đến, đi suốt đoạn đường, thấy các làng chuồn chuồn ai cũng hớn hở trong sống áo mới tinh giữa hoa may. Họ đương sắp đi, tôi hỏi đi đâu, đáp rằng họ đi xem hội thi võ, trên trời, chuồn chuồn bay sát cánh dợp cả nắng. Cậu kìm kìm kim người còm chỉ lượn được dưới thấp, nhưng cũng tung tăng ra dáng lắm tôi hỏi thêm thế thì như anh em chúng tôi muốn đi xem hội thi võ có được không đáp rằng có thế là chúng tôi đi chảy hội theo chuồn chuồn họ bay trên không chúng tôi đi dưới đôi lúc khoái trí tôi cũng cất cánh bay chơi một quãng trên đường còn gặp vo khối khách nô nức chảy hội vui lắm cả những ông niềng niễng đen nháy quanh năm không ra khỏi mép cây lá sen mặt nước cũng lịch kịch cất bước ra đi sự tích hội thi võ như thế này nguyên vì ở vùng cỏ hàng năm đến mùa hoa may chín trắng bạc khắp miền thì có hội lệ. Năm ngoái, cụ bọ ngựa giả yếu đã khuất núi. Năm nay, dân cả vùng, nhân hội hoa may, mở luôn hội thi võ kén ai tài giỏi nhất để đứng ra coi sóc việc chung trong vùng. Đó cũng là phong tục lâu năm của miền cỏ may này. Giữa vùng cỏ may, chân cỏ đỏ tía, đầu hoa xám trắng và lóng lánh dựng lên võ đài nguy nga cao, toàn bằng gỗ cây lau ngà vàng, đứng cuối bãi trông lên cũng rõ mồn một đài võ chắc chắn, đẹp, có ghế ông cầm trịch ngồi, trên lớp lá cỏ mật và treo từng chùm hoa ké vàng mọng buông xuống, lắc lư trong gió. Những hôm đầu là đấu loại, nhiều anh châu chấu vừa nứt mắt đã bắn nhắng lên đài. Ngựa non háo đá, những gã ngông nghênh đó thật ra chưa có nổi ba hột sức. Mới tự chân mình đá mấy cây cũng đã run dày cả người rồi đứng thở hồng hộc. Vì thế chỉ có các anh ấy tưởng võ mình là tuyệt thôi còn khách xem thì thấy cuộc thi đấu loạc choạc ngấy họ đi chơi hội hơn là đi xem võ mấy ngày sau võ đài mới bắt đầu rầm rồ bởi vì những tay võ kém đã bị lọc hết bao nhiêu cậu ti tâu đều bạt xuống chân đài cả rồi chỉ còn lại có hai tay cứng vào đấu vòng cuối là bọ muỗm và bọ ngựa hai tráng sĩ trong vùng đấy sáng hôm ấy trước khi ra xem thi đấu tôi một mình dạo chơi quanh bãi nhìn thiên hạ kéo tới xem hội chật như nêm cuối những chị cào cào trong làng ra, Mỹ nhiều áo đỏ áo xanh mớ ba mớ bảy, bước từng chân chầm chậm, khoan thai, khuôn mặt trái xoan như e thẹn, như làm dáng, như ngựa ngùng. Các anh châu chấu ma thì mặt mũi rất xí nhưng chúa hay lơn tơn đón đường co kéo các nàng cào cào xinh đẹp vào trò chuyện vần vơ trong vườn cỏ non những hàng quán dọc đường. Tôi thấy bụng đói đói, tôi cũng tạt vào quán làm vài nhánh cỏ lót ra. Đông khách quá, châu chấu, cào cào, bọ muống bọ ngựa dầm dịch vào. Bỗng mấy chú châu chấu ma đang nhảy nhót khoe tài quanh các nàng cào cào, vội né giạt về một bên. Rồi trong cửa hàng chợt im tiếng ồn ào, tôi thấy trịnh trọng tiến vào một anh bọ ngựa, người ngợm anh bọ ngựa này cũng bình thường thôi, nhưng chưa hiểu sao anh làm ra lối quan dạng đến thế. Anh cứ đi chân nhấc từng bước cao ngang đầu gối kiểu bước chân ngống, cách thức rất ta đây kẻ giờ và hách dịch. Cái khớp cổ vươn ra cái mặt ngắn củn nhưng cái cằm vuông bệnh lên, còn mắt đu đưa tưởng như ai xung quanh chỉ còn có việc thán phục nhìn anh ta. Hai sợi dâu óng ả mấp máy phất lên phất xuống, hai lưỡi gươm bên mạng sườn, lưỡi có răng cưa, luôn luôn co vào trước ngực, ra lối ta đây con nhà võ đi đứng đúng thế võ, lúc nào cũng giữ miếng. Trông bộ tịch anh ta như thế, nhưng tôi cũng không để tâm. Bởi vì tôi đã biết thường những anh tính hay khoe thì cái gì cũng ra miệng hết và chỉ có ở miệng chứ trong bụng nhiều khi chẳng có cóc khô gì. Như anh này, chắc có mấy miếng võ xoàng thì đã trổ ra tay chân mặt mũi cả rồi, chẳng còn gì phải chú ý nữa. Và chăng tôi cũng đâu cần để mắt tới cây hoai rơm rác và lố bịch ấy. Có nghĩa là lúc đó tôi vẫn đùng đỉnh giữa cửa quán hàng cỏ như không biết có võ sĩ bỏ ngựa đi vào. Thấy thế, bọ ngựa bổ luôn cho tôi một nhát gươm vào đầu. Tôi đau điếng, tôi nhảy trái, đá hậu cú song phi. Hắn né được và co hai gươm định quạng tôi nữa. Thấy có xung đột, bao nhiêu khách hàng bỏ chạy hết. Các chị cào cào hốt hoảng nhảy tung, rách cả vạt áo màu. Chị khổ bác cành cạch đã cao tuổi, lại to lớn chạy vướng cái áo dài lụng thụng, ngã mẹo càng, nằm cong chân, xọa cánh, kêu trời kêu đất. Nhưng gã bọ ngựa không xông vào giữa mà chỉ dơ gươm trỏ mặt tôi, bảo có giỏi chốc nữa lên đài. Tôi cười khỉnh, nói lịch sự mỉa mai, rất hân hạnh, sau đó bỏ ngựa, thật tức cười, lại trịnh trọng khuynh khuynh kiểu bước chân ngỗng đúng như lúc nãy. Nhưng bước ra, đi cút luôn mất, đám đông dân trở lại, quán cỏ lại chen chân mới vào được. Bây giờ họ súng quanh tôi, bác cành cạch ngã lúc nãy dậy được, nhô cái mũi nhọn đến, thở hổn hển nói, chú mình ơi, chú mình dại thế, chắc chú mình ở xa đến, chưa biết ông ấy là cháu đích tôn cụ võ sư bọ ngựa, cả vùng này không ai dám đụng đến cái lông chân ông ấy đâu. Ông ấy phen hầy hẳn tranh được chân trạng võ nối chức cụ võ sư bọ ngựa rồi. Chú mày biết điều thì mau mau tránh đi nơi khác là hơn cả. Tôi nói cảm ơn chư vị, bình sinh trên đời tôi không hề biết sợ lời đe dọa nào cả. Bác cảnh cạch còn lọc bào phàn nàn cho tôi là gà dở và nói, chú mình gở chết hay sao ấy? Tôi ở quán bán cỏ ra lời lẽ nhát sợ của bác cành cạch nọ làm tôi khó chịu. Tôi phải bước vào rừng cỏ ngắm làn hoa may đương tràn ngập trong gió phơi phới cho tĩnh tâm lại. Khi trở vào đám hội thì võ đài đương vào cuộc thi tài. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy chuỗi đứng sừng sững trên đài, sắp đấu với anh bỏ muống. Thì ra chú chuỗi nhà tôi bấy lâu vẫn còn căm nhà bỏ muống. Cái trận đòn của các mụ bỏ muỗng nành ác ngày ấy vẫn chưa thể quên còn căm nặng đến độ bây giờ chỉ gặp một gã bọ muỗm xa lạ cũng khiến chuỗi nổ máu đòn thù. Chuỗi lên đài ngay, gã bọ muỗm kia đã đánh ngã mấy địch thủ nhép hôm qua, đường nhơn nhơn ra về. Thực ra gã cũng không phải tay vừa, người gã xanh rực và vạm vỡ, bắp chân bắp càng bóng nhẫy, mập mạp. Lưng gã gờ lên rắn chắc, và đôi cánh màu lá cây làm thành chiếc áo giáp che kín xuống tận đuôi. Đằng đuôi, mắc thêm lưỡi gươm cong hoắt, đầu gã lớn, mút nhọn lại, húc rất khỏe. Hai vành râu trắng phong, đôi mắt to hó như mắt cá. Hai tảng răng thì đen và nhọn khoằm khoằm, nếu không có chuỗi lên đài thì bọ muỗng được đấu thẳng với bọ ngựa để tranh chức trạng võ. Hai võ sĩ ra đài, cụ châu chấu già lụ cụ đã bạc cả lưng, cây gân đen kẻ nổi gồ trên chán, ra ngồi cầm trịch. Chuỗi và bọ muỗng, sau khi mỗi anh đi một bài võ ra mắt như các tay đô vật múa lên đài rồi đứng lại, ngó nhau một giây rồi từ từ đưa chân lên vuốt râu đàng hoàng mấy cái rồi bất thình lình ập vào đấu đá liền chuỗi sử đôi càng khéo lắm từ ngày ra đi chuỗi học thêm được nhiều miếng võ đường quyền coi ngoạn mục và kín bọ muỗm kia thì không cần võ chỉ cậy sức cứ lăn xả vào thọc gươm và cắn lia lịa nhưng chuỗi viền chuyển và nhanh hơn tránh được cả loanh quanh một lát bọ muỗm đã mệt phờ bấy giờ chuỗi mới mở sức chuỗi nhảy phóc lên đưa hai quả chùy càng ép bẹp vỡ cặp kính bảo vệ mắt của bọ muỗng rồi thúc thêm một cái đá làm gã kia ngã ngửa, dướn lưng mấy lần mà không dậy được. Cụ châu chấu cầm trịch thong thả bước tới dắt chàng võ sĩ được trận ra một bên và tuyên bố kẻ thắng trận. Cả bãi xôn xao, vừa hoan hô, vừa lạ lùng vì chưa ai biết võ sĩ chuỗi tài giỏi ấy ở đâu ra. Cụ châu chấu già cầm trịch nâng cái loa dài tết bằng lá cỏ ấu. Nói xuống đài, võ sĩ dê chuối thăng võ sĩ bỏ muống, bây giờ các võ sĩ trong thiên hạ đã đông đủ về đây, ai lên đấu với võ sĩ dê chuối? Tiếng ông cụ gọi loa vang đài, ai nấy lặng yên nghe, lặng yên nghe. Bỗng một tiếng đáp vang động, có ta đây, rồi anh chàng bỏ ngựa ban nãy vừa lôi thôi với tôi, nhảy vót lên. Cơ nguy cho chuối, vì xem anh chàng chuối đã có vẻ mệt. Và lại, thấy bỏ ngựa ngông ngáo, nhớ chuyện ban nãy ở quán hàng cái bực mình trong tôi tức tốc trở lại. Tôi nhảy phát lên đài, quát khoan khoan, đây trước đã, nhớ hẹn chứ, bỏ ngựa lùi lại rồi, à, một tiếng rõ to, nghênh hai thanh gươm lên vẫn một điệu tự cao tự đại như thế. Lại như lệ trên trường đấu ngày ấy, trước khi vào cuộc, mỗi bên biểu diễn một vài đường quyền, theo sở trường mình. Bỏ ngựa đứng vươn mình, đi bài song kiếm, bóng kiếm loang loáng, mù mịt như hoa may điệu bộ khá đẹp mắt tôi chẳng cần đi bài gì hết, tôi đứng nghiêm người về đằng trước, hách hai càng lên. Cứ hai càng ấy, tôi giao ai sức khỏe, đạp phóng tanh tách liên tiếp một hồi, gió tuôn thành từng luồng xuống bay tốc cả áo xanh áo đỏ các cô cào cào đứng gần. Lúc vào đấu, bọ ngựa cao nên lợi đòn, hai gươm hắn bổ xuống đầu tôi chan chát, nhưng đầu tôi đầu gỗ lim tôi lựa cách đã, không vần gì hết. Còn tôi đoàn người, tôi nhè bụng hắn mà đá khiến có lúc hắn phải hạ gươm xuống đỡ mất đà đâm loạn choạng biết không chém vỡ được đầu tôi hắn liền đổi miếng ác co gươm quặp cổ tôi hắn định lách gươm nghiêng vào khe họng chỗ hiểm cuống họng tôi có khe thịt dễ đứt thấy thế nguy tôi gỡ đòn cúi xuống thúc nhanh một răng rất sâu vào bụng hắn choáng người bọ ngựa nhảy lộn qua lưng tôi tôi cũng chỉ đợi có thế vừa đúng là càng lừa vào miếng võ gia truyền của nhà dế tôi lấy tấn đá hậu đánh phách một đá trời giáng vào giữa mặt anh chàng. Chàng bọ ngựa kiêu ngạo rú lên một tiếng, bắn tung lên trời, rơi tọt ra ngoài võ đài, ngã vào đám đông xôn xao. Tôi đã hạ địch thủ một cách vẻ vang, trong khi dưới đám hội còn đương ồn ào nhốn nháo vì không ai ngờ võ sĩ bọ ngựa giỏi võ nhất vùng đồng cò lại thua nhanh và thua đau như thế và thua bởi một chàng dế mèn lạ mặt ở đâu đến. Còn chưa ai hết lạ lùng thì cụ châu chấu cầm chịch lại ra. Trịnh trọng sơ loa lên, ba lần điều đặn, hô vang vang xuống. Tôi xin hỏi đông đủ các võ sĩ trong thiên hạ tề tựu quanh võ đài, có còn ai lên đấu nữa chăng? Cả đám hội im lặng, cụ châu chấu cầm trịch lại hô tiếp. Bây giờ trận đấu tranh hùng kết thúc. Võ sĩ dê chuỗi đấu với võ sĩ dế mèn. ơ ừ. Hay, tôi sẽ đấu võ với chuỗi. Tôi nhìn sang chuỗi, vừa lúc chuỗi lại nhìn tôi. Chúng tôi cùng nhau đi đến đất này để đấu võ tranh quyền với nhau ư. Bất giác. Tôi tiến lại chuỗi, đứng thẳng hai chân trước, khoác vai chuỗi, hai chúng tôi hướng xuống dưới võ đài. Khắp bãi, dờn bóng hoa may, tụ tập hàng nghìn vạn các loài trong vùng đi xem hội võ. Tôi nói to lên rằng, thưa chư vị, em chúng tôi vừa từ phương xa tới đây. Cái chủ đích của chúng tôi thật không định tranh lèo giật dài gì ở đất này. Đất lành chim đậu, thấy phong tục vui thì chúng tôi đến góp mặt vui chung mà thôi. Bây giờ, cái điều chúng tôi không chờ đợi là anh hùng bốn phương đều đã lui cả mà nhường quyền đọ sức cao thấp sau cùng cho anh em chúng tôi. Với sự tranh đua, anh em chúng tôi xin lỗi, không thể. Bởi vì sao, chắc chư vị đã rõ. Còn về ngôi thứ trách nhiệm thì anh em chúng tôi xin lỗi, không dám. Anh em chúng tôi chỉ là hai kẻ giang hồ thấy đất quê đẹp đẽ thì ghé tới trên đường đi mà không định ý ở đâu cả. Dám xin chư vị xét cho, tôi vừa nói xong, ở dưới vang lên tiếng thê thế tiếng ầm ầm. Kẻ thì bảo nhất quyết phải mời chúng tôi ra thi đấu, lệ vùng này nhìn xưa như thế. Kẻ thì rằng thôi, sau có một ban bô lão thượng thọ của đám hội cắt ra trông non võ đài một cụ châu chấu, một cụ bọ ngựa, một cụ cành, cạch, một cụ cào cào, một cụ niềng niễng. Các cụ gia nói với chúng tôi rằng, thưa hai võ sĩ, đất lành chim đầu, hai võ sĩ qua đây, lại có lòng lên thi thố tài nghệ siêu quần, thiên hạ không còn ai đối địch nổi thật là phúc cho chúng tôi hai võ sĩ là anh em một nhà lại là những tay võ đồng môn với nhau thì càng may cho chúng tôi và như thế cái lệ đấu có thể bỏ đi được nhưng việc chịu trách nhiệm về đứng đầu vùng này thì phải có một trong hai ngài nhận đó là phong tục đất chúng tôi hàng bao đời vẫn trọn tài như thế tôi thì hết lời từ chối còn chuỗi đứng lặng không nói về sau tôi mới biết sự im lặng của chuỗi có một ý nghĩa riêng tôi đành phải nhận Thế là cả đã hội ẩm vang lời hoan hô tôn chúng tôi lên là tránh phó, thủ lĩnh đứng đầu các làng trong vùng cỏ may. Cả đám hội xô vào làm kiệu rước hai tôi lên, đi chen trong đám đông và hoa cỏ may. Các chị cào cào áo xanh áo đỏ làm duyên đứng nghiêng khuôn mặt dài ngoãng nhìn theo chúng tôi một đỗi rất lâu, tỏ vẻ miến phục. Tất cả tung cỏ, tung hoa may, đồng dân cử bài hát rầm rộ, rồi cùng nhau mừng rỡ cầm tay khiêu vũ, cành cạch với châu chấu cào cào với bọ muỗng nhảy múa linh đình từ trong hang trong lá ra đến ngoài bãi ngoài đồng hoa mây trắng suốt chân trời tôi bước lên đài uốn éo múa càng rung cánh trổ một bài hát rất du dương chuỗi thì hớn hở hơn ai hết thì ra lúc nãy cu cậu im không nói gì chỉ sợ tôi từ chối cái địa vị thủ lĩnh đến khi thấy tôi nhận lời chuỗi ra hết in lên múa rối rít hay càng khiến những bác cảnh cạch nhút nhát mới đầu cũng sợ đáo để chúng tôi ở lại vùng cỏ may được ít lâu. Ngày lại ngày, tôi thì hơi buồn và băn khoăn, nể quá mà phải nhận lời đó thôi. Tôi vẫn chỉ muốn được thỏa chí nguyện của mình là đi đây đi đó, thế đủ sung sướng rồi. Trái với tôi, chuỗi rất thú vị, đứng đầu chuỗi cũng tỏ vẻ khoái cứ nghiêng dâu mép lên gầy đàn tưng tưng. Tôi bảo chuỗi, đừng tưởng thấy an nhàn mà vui. Huống chi đời ta còn trẻ mà sống chỉ có an nhàn thế này thì buồn tẻ khác nào khi chúng ta còn ở trong hang quê nhà. Quả nhiên mùa đông năm ấy xảy ra một việc biến lớn. Cỏ may trên bờ đường đi đã tàn. Những con bò gầy tọp, rụi tuét cả mũi cũng chỉ vơ được mấy chiếc rễ cỏ khô. Người trong làng ra đồng gặt lúa. Cánh đồng vàng rưỡi xưa kia đã được người ta lấy liềm gặt, bó từng lượm, cái đòn sóc đâm ngang thành từng gánh, quẩy về sân trên mênh mông chỉ còn trơ lại những gốc giả khô, thế là mùa rét đã tới, cánh đồng vắng ngắt, màu xám trên trời và màu xám dưới đất đã liền vào nhau và ở giữa có gió suốt đêm ngày. Trẻ con ra ngoài đồng thì lạnh tai và đỏ hát mũi. Rét quá, rúng cả chân, chẳng ai có thể trốn trên đồng không được, phải đi tìm nơi tránh rét, nếu cứ phong phanh giữa trời suốt mùa đông thì đến chết cả. Bởi thế, đã thành thói quen từ xưa cứ mùa rét đến thì các loài sống trong vùng này lại bỏ cánh đồng lạnh ngắt lạnh ngơ mà lũ lượt đi kiếm nơi tránh rét, có khi phải tranh cướp, đánh nhau mới tìm được chỗ. Bởi vì trong mùa rét, nhiều loài áo mỏng khác cũng đi tìm kiếm chỗ ở ấm như thói quen của họ nhà châu chấu. Tôi bảo chuỗi, có phải thế không? Chuỗi thấy nhé, gió thổi hun hút đến nỗi con kiến chỉ có cái chân bé tẹo bằng hạt bụi cũng phải ra sức đào sâu xuống dưới đất mới tìm được tí hơi đất ấm lo cho cái sống cũng gay lắm đây kìa bao nhiêu loài phải xô đẩy nhau đi tìm chỗ trú ẩn trong mùa đông tháng giá mùa đông khủng khiếp đã đến rồi tôi bảo bà con rằng cái rét đã đến ngoài đồng chúng ta hãy kiếp đi tìm nơi ấm áp mà trú ẩn chẳng mấy lúc không còn thấy bóng ai ngoài trời bọn chuồn chuồn cánh giấy các cậu kìm kìm kim ốm o biết mình không chịu nổi nửa cơn gió giật đã mò mẫm đi trước anh em nhà niềng niễng thì lặn xuống bùn nằm với các anh gọng vó bên cạnh những cua những ếch lo rét đương vội vã đắp những cái mà đất lô nhô bát úp quanh các bờ đầm ao. Châu chấu, cào cào, bọ ngựa, bọ muỗm thì đi tìm khe dứa dại. Trong mùa đông, chỉ có những bụi dứa dại xanh nguyên, mỗi chiếc lá dứa vẫn dòng cái tay cứng lên nền trời sáng. Kẽ lá dứa sâu hoắm, ta có thể chuối được vào đấy, nằm trồng đuôi ra, bất chấp mưa gió bên ngoài. Cứ vào đấy, nằm yên đấy, cho đến khi những ngày xuân trở lại thấy cái ấm đậu xuống hai vai và nghe tiếng con chim chích kêu vui tranh trách ngoài khe lá lúc ấy mới bước ra chúng tôi đi tìm chỗ ở mùa đông tìm nơi ở mùa đông là việc năm nào cũng phải làm và bao giờ cũng gian nan bởi vì không bao giờ và không có chỗ nào cứ đến là đã sẵn chỗ hơn nữa ai cũng muốn được nơi ở tốt nhất ấy thế là cái cảnh tranh giành lắm khi đổ máu lại thường diễn ra ngoạt đồng mây đen cuồn cuộn gió thổi tan tác mặt đất và gió lùa cây giá buốt vào tận ruột gan, không ai muốn cất một bước. Thế mà vật phải đi, đi mãi đi mãi chưa tìm thấy đâu chỗ ẩn nóng Khe lá nào, gốc cây nào cũng vô khối các loài áo mỏng vào tránh rét, trốn rét dòng dã nhiều ngày, mỗi sáng ra lại bỏ lại ven đường mấy cái xác bạn chết cóng rất đau thương mà vẫn chưa tìm ra được nơi trú ngụ, lại phải đánh nhau thôi, một là sống, hai là chết có đánh nhau mới giành được chỗ ở tiếng bàn tán và than thở như thế trong đám đông, mỗi lúc càng xôn xao. Một ngày kia, chúng tôi đến một bờ đê, trông xuống thấy nhiều bụi dứa, trong lòng rất hồi hộp. Mấy anh bọ muỗng cao cẳng gión chân đi thám thính xem ai đã đến chú chưa. Quân thám thính về báo, các kẽ lá đều ở, đầy châu chấu voi, cả đoàn sau lưng chúng tôi la ó và kêu rầm rĩ. Họ không muốn đi, họ không đi nổi nữa. Tôi chủ trừ một lát rồi sau thấy đám đông ùn lên, nhốn nháo, thế là tôi cũng hùa theo, chúng tôi kêu lên, cứ xông vào, đánh nhau thì đánh nhau, chết thôi. Thế là chúng tôi kéo đến từng góc dứa, leo lên lách vào khe lá đầy gai phủ ở ngoài, cứ cắn đuôi từng châu chấu voi mà lôi giật lùi. Khó chịu, bọn châu chấu voi nhảy ra, thế là chúng tôi, một phần tranh nhau nhảy xuống khe dứa hở, một phần thì xuống lại đánh cho châu chấu voi không quay vào được nữa bọn châu chấu voi khỏe lắm, anh nào cũng hùng dũng và hiên ngang, chẳng trách họ được tên là châu chấu voi. Một châu chấu voi đương thoát sông tới, sắc xanh biếc, lưng cao nhọn và ngang ngạnh lên, hai chiếc dâu trổ ra giữ như hai cây đinh, đôi càng đã to, to hơn càng tôi mà quanh bắp vế còn lắp chi chít những mũi mắt nhọn như trông. Chẳng cần biết mình có thể yếu thế, bởi vì mỗi châu chấu voi to gấp mấy lần châu chấu thường, nhưng chúng tôi cứ lăn xả vào vây đánh chúng tôi đương liều, choảng nhau dối giết đến tận chiều cũng chưa ngã ngũ bên được bên thua. Đám châu châu đã chui được vào chiếm khe dứa sợ quá, lại nhào cả ra. Thế là chúng tôi vẫn long đong ngoài trời rét, buốt lên tận óc. Nhưng có điều đau đớn hơn cho tôi là chuỗi đã bị châu chấu voi bắt làm tù binh rồi. Cả đêm tôi trằn chọc lo không chợp được mắt, mờ mờ hôm sau, chúng tôi đông hàng nghìn lại kéo vào vây dặm dứa. Phải cứu chuỗi kỳ được, nhưng khi xô lên, nhòm vào khe lá, thì lạ thay. Các khe lá rỗng tuếch, không còn một bóng châu chấu voi. Họ đã rút đi từ lúc nào, có lẽ sợ chúng tôi đông quá và cái hăng thí mạng của chúng tôi, họ đã ra đi từ ban đêm. Thôi thế dù sao cũng là xong nỗi lo mùa đông, nhưng được chỗ ở ấm rồi mà tôi cứ ngao ngán cả người. Bởi vì, lúc rút chảy, châu chấu voi đã mang đi cả tù binh. Chủ ý mất tích rồi, chúng tôi được vào ở kín cả trong bụi dứa ngày đêm trên đầu khe, gió hú, gió gào bên ngoài nhưng trong vẫn ấm áp và êm đềm như thường. Khi nơi ăn trốn ở đầy đủ cả, tôi mới nói rằng trong trận xung đột vừa rồi, chẳng may em tôi bị cầm tù, phải châu chấu voi đem đi đẩy đến tận xứ sở nào không rõ. Ngày trước anh em tôi đã thề cùng nhau sinh tử, bây giờ cơ sự xảy ra thế này, tôi không đành tâm ngồi lại đây, tôi phải đi tìm, cùng trời cuối đất nào tôi cũng đi đi bao giờ gặp được nhau thì anh em tôi lại trở về đây. Ai nấy xuống lại can ngăn, không muốn tôi đi, nhưng chí tôi đã quyết, tình em nghĩa bản, ở yên một mình sao đặng, và lại, tù chân một chỗ cũng đã lâu, tôi nóng ruột lắm, biết không thể lưu tôi lại, ai cũng ngao ngán, họ dặn đi dặn lại rằng hễ tìm được chuỗi thế nào cũng phải trở về. Tôi nói, chư vị hãy yên tâm, mặt đất rộng mà hẹp, thế nào chúng ta cũng còn khi gặp nhau chia tay lưu luyến, tôi cũng bịn dịn, tuy không khóc nhưng lòng nao nao, bùi ngùi. Cảnh biệt ly bao giờ chẳng vậy, thế là, khăn gói gió đưa, tôi lại bước chân đi. Bấy giờ đã tàn mùa hoa may từ lâu, trên đồng bãi và bờ ruộng chỉ còn xám mờ nhưng đám gốc dạ và gốc cỏ của trẻ chăn trâu đã nhổ lên, chất đống, để đốt sươi. Đám khói cỏ xanh ngắt trong vòng trời gió buốt, càng đượm vẻ thê lương. Trời đông rét run cánh, run râu thế mà cả làng châu chấu nhảy ra ngoài khe lá lũ lượt đội gió tiễn tôi mấy dặm đường mới chịu trở lại ngược lên phía bắc cứ ngắm những bụi cây trơ trụi xa xa mà đi tới bước cao bước thấp đi hết mùa đông sang mùa xuân vào những đêm hè xanh trong trăng sao vàng sao 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 tôi càng cảm thấy mình lẻ loi có khi tôi ngửa mặt lên vòng trời không gọi to em ơi giờ em ở đâu chương bảy dòng dã mấy mùa rồi không nhớ mà cũng không nghe được một tin tức gì về chuỗi càng đi càng thăm thẳm càng sốt ruột đã qua nhiều miền khác nhau đã hỏi thăm nhiều dân cư dọc đường chẳng ai biết tông tích đoàn châu chấu voi bí mật kia lủi thủ một mình chán không nghĩ là xưa kia điếm cỏ cầu xương vui buồn anh em có nhau gian nan biết mấy cũng vẫn vững lòng tin mà lúc cùng nhau sung sướng thì càng hề hả nức lòng than ôi giờ một mình tôi lẻo đẻo đường dài, đơn thân độc bóng. Có lúc nhớ lại cái lần cùng nhau trên chiếc bè sen nhật lênh đênh lạc ra nước lớn, chuỗi khẩn khoản đưa càng của mình cho tôi ăn, nước mắt tôi muốn ứa ra. Thấm thoát, lại đã hết một mùa đông, những ngày xuân mới bắt đầu, chim hót ơi ới đầu cành, ánh nắng lụa nõn nà phủ trên cây, những vạt cỏ trở lại non tươi, xanh mơn mờn khắp mặt đất, cỏ xuân nhấm ngọt như đường phèn một hôm tôi dừng chân bên dòng nước nhỏ bỗng nghe trên những cây gió đã nở hoa như treo đèn thơm khắp cánh rừng trước mặt có tiếng ồn ào không phải tiếng ong dạo rực tìm hoa làm mật mà những tiếng nhịp nhàng khi xa khi gần khi réo rắt như ai đàn hát trèo lên tảng đá nhìn sang bờ bên kia thì thấy trên một đám cỏ non có đàn các cô bướm vàng bướm trắng bướm hồng bướm nhung đang nối cánh nhau nhảy thành vòng vừa nhảy vừa hát thì ra đấy là tiếng hát ca ngợi mùa xuân cảnh hay như vẽ gió hay hay đào mỉm miệng liễu dương mày bướm nhặng bay trong bụi quanh vàng ríu rít đầu nhà én đỏ hót hay sao có mấy anh chàng ve sầu mặt mũi vằn vèo và sần sùi mà lại ăn mặc chải chuốt đứng nghẹo đầu cạnh các ả bướm đương giơ cây mõ dưới cánh lên kéo bài o o i i dài rằng giặc hòa nhịp với lời ca trong trèo của các cô bướm chắc bọn này đương tiệc múa hát mừng xuân mới đầu mùa xuân đâu đâu cũng tưng bừng Tết nhất, lòng tôi bỗng vui lây, tôi bèn leo lên cao để nghe tiếng hát cho được thú vị hơn. Tôi trông thấy bên cạnh các ả à bướm và chàng ve sầu còn có những đàn bướm khác ở các bãi cỏ phía xa cũng đương múa hát. Tiếng hát mùa xuân trong như nước chảy, ngân vào mãi rừng xanh. Tôi trông kỹ lại thấy ra đàn bướm nhảy múa xung quanh một bác xiên tóc to gồ, cao lêu đêu. Mỗi chân bác xiên tóc nắm một bướm trắng, sáu chân bác xiên tóc nắm sáu chị bướm trắng tất cả bướm trắng cùng múa cánh lên như tung hoa. Lúc cái đầu cành càng của bác xiến tóc ngả xuống, khiến cho chiếc đàn tự nhiên xưa nay bác vẫn đeo trong cổ bỗng kêu lên kinh kít, thì hai ả bướm trắng khác lại đến nghịch ngợm leo lên vít khắp dâu cứng quyếu của bác. Họ nhảy và hát linh tinh vui nhộn như trẻ nhỏ chơi. Tôi nghiền xem bác xiến tóc ấy thế nào, già trẻ ra sao mà nghịch lối con nít thế. Xưa nay, các tay xiến tóc vẫn được tiếng đạo mạo cơ mà. Nhìn kỹ. Tưởng ai, hóa ra cái bác xiên tóc năm xưa, vẫn nét mặt nghiêm nghiêm và trầm tĩnh, vẫn hài tảng răng đen sắc ghê gớm, xiên đứt cả tóc vì thế mà bác được tên là xiên tóc, và bác đã chỉ xiên một cách nhẹ nhàng mà hai sợi dâu tốt đẹp trên đầu tôi đã đứt bén từ ngày ấy. Tôi xin thưa cùng bạn đọc yêu quý của tôi rằng, từ ngày bị bác xiên tóc cắt mất dâu, tuy vì thế mà vẻ mặt tôi có giả đi một tẹo, nhưng không, tôi chẳng mảy may thù oán bác xiên tóc mà tôi còn phục bác là người giỏi bụng dạ rộng rãi đường đường một đấng anh hào côn quyền đủ sức lược thao gồm tài tôi đã học được ở bác ấy nhiều điều lắm thế mà thật lạ lùng chẳng ngờ cái bác xiến tóc gai ngảnh khắc khổ tư lự mấy năm chả gặp bây giờ hóa ra ngây ngô nhí nhảnh nỡm đời đi rong chơi dông dài với lũ ve sầu và bướng mà điệu bộ này thì họ tiệc tùng thâu đêm suốt sáng đây tôi đã từng chơi những trò phí thì giờ này tôi chẳng lạ còn đương phân vân biết có nên sang ra mắt bác xiến tóc hay là lủi đi thì bỗng cả mấy ả bướm cùng im bặt tiếng rồi các ả hốt hoảng chạy trốn hết vào nép im trong bụi xiến tóc lừ đừ ngẩng đầu lên ê à hỏi ai đâu mà các em sợ thế xiến tóc cũng đảo đầu tìm kiếm ngơ ngác chợt trông thấy tôi bác ta định thần nhìn kỹ rồi reo lên a dế mèn đi đâu thế xuống đây đã nào có phải dế mèn đấy không dáng chơi bời, thức đêm nhiều, mắt xiến tóc có phần tuyết nguyền, nhìn mãi vẫn chưa nhận rõ hẳn ra tôi. Tôi liền bay sang, bấy giờ bọn bướm núp trong bờ cỏ mới ngấp nghé mon men ra gần. Lúc nãy, đường hát, thoáng thấy tôi lạ, họ sợ xấu hổ, bỏ chạy. Bây giờ biết quen, lại sấn đến và quá bạo, cứ khoác vai tôi ra nhảy múa. Nhưng tôi từ chối khéo, cả bọn họ lại chạy ra bãi nô rỡn, những chàng ve sầu lại lên tiếng nhạc mõ oi dầu dĩ nhức tai. Còn lại hai chúng tôi, xiên tóc nhìn tôi, hỏi đùa, thế ra bộ dâu chú mình không mọc nữa nhỉ? Tôi lắc đầu mỉm cười. Tôi hỏi thăm xiên tóc độ dày ra sao mà coi bộ rỗi rãi nhàn hạ thế? Bác xiên tóc thở dài, đàn răng đàn cổ lên điệu xiến ken kết, rồi im, ra chiều tư lự. Một lát sau bác cất tiếng buồn buồn kể rằng, có phải anh chồng tôi bây giờ khác trước nhiều lắm không? chính tôi tôi cũng tự cảm thấy khác lắm tôi cũng biết tôi đổ đốn đâm ra chơi bời rông dài thế mà tôi buồn bã không muốn xoay chuyển nữa cuộc đời éo le đã khiến tôi chán lắm chán quá sau ngày gặp anh tôi đương rất khoái vì ngày ấy tôi đã làm được nhiều việc ngẫm nghĩ thấy có ích một lần tôi đến xóm kia không rẻ ở đấy đương có cuộc săn đuổi do bọn trẻ nghịch ngợm khởi xướng cũng như cái bọn trẻ đã bắt anh để đem đi đánh trọi và làm giải thưởng bóng đá ấy đó là mấy cậu bé trong thành phố về quê mùa hè, chúng đi rình bắt xiên tóc về chơi. Chẳng may, tôi bị bắt một buổi sớm trên một cành dướng, bọn trẻ đem tôi về thành phố. Đường xa những bao nhiêu ngày, tôi không biết, vì họ nhốt tôi vào một cái hộp kín bưng cùng với năm bạn sâu xô nữa và cứ nhốt mãi như thế. Có bạn tôi chết vì ngạt thở, vốn quen ăn vỏ cây, giờ bọn trẻ ngớ ngẩn không biết gì về thức ăn xiên tóc, cứ nhét đầy cỏ có khi cả cục cơm, miếng xương, tôi không nuốt được. Tôi nhịn ăn hàng tháng trời mà họ cũng vô tình, không biết nốt. Rồi may quá, trốn thoát. Bởi vì, tôi để ý xem xét biết cái giam tôi bằng giấy bìa cứng. Từ hôm ấy tôi cứ nhả nước bọt vào một chỗ rồi lấy chân bới, cái tưởng giấy mùn dần. Một hôm tôi cố lấy tất cả bao nhiêu hơi sức còn lại, hút một cái, thế là cả người tôi bật lọt ra ngoài hộp. Tôi dương cánh, bay thẳng. Phúc đức mà tôi vẫn còn nguyên hai chiếc cánh lót lùa. Các bạn khác đều bị lũ trẻ nghịch ngợm bứt cụt hai cánh lụa mỏng ở trong thành thừa, Giang hai cánh tàu bay vỏ gỗ ở ngoài ra, không thể cất mình lên được, không bay được. Rồi các bạn ấy bỏ trốn đi đâu tôi không biết. Tôi bay bất kể ngày đêm, dòng dã lâu ngày lắm mới vượt ra khỏi được cái thành phố xù xì sì u ám ngớm biết ấy. Khi ra đến vùng có vườn bãi xanh tươi, thì vì lao lực quá không cố hơn được nữa. Tôi ốm mất mấy tháng. Không hiểu sao lúc ốm khỏi thì tính nết thay đổi dần, tôi sinh chán đời, không thiết gì nữa. Có lẽ vì đã có fan quá sợ, có lẽ vì buồn. Thôi tôi mặc kệ cả, tôi tìm về nơi an thanh cảnh vắng này, tôi bỏ ăn vỏ cây, tập ăn cỏ thanh đảm cho dễ kiếm và tự coi như mình đã đi tu. Ngày tháng tiêu dao, bạn cùng mây nước, không gặp ai, không quản ai, chỉ còn biết rong chơi với bồn mùa cảnh bốn mùa tình, bỏ thói quen soi gương ngắm mặt, cố quên biết trời đất ngoài kia bây giờ thay đổi vần xoay thế nào. Từ bấy tới nay, im lặng, nghe mà não lòng, cây lão chán đời này bị một vố đau điếng thì kịch chứ gì. Có thế mà không cắt nghĩa được tại sao, rõ chán. Rồi xiến tóc gật gù hỏi tôi, vẫn giọng dầu dĩ, còn anh, chẳng hay bấy lâu nay anh mưa gió đường đời ra sao. Tôi cũng kể gót đầu cho xiến tóc nghe, chốc chốc, Bác chán đời lại điểm vào câu chuyện một tiếng thở dài nghe đến phát phiền. Tới đoạn tôi bỏ khe dưa chú đông đi dò la tin tức châu chấu voi để tìm chuỗi thì xiến tóc nói. Châu chấu voi, châu chấu voi, nhớ ra rồi. Ờ ờ, cách đây ít lâu, châu chấu voi đi qua có tạt vào đây. Ừ thấy có cả một gã dê chuỗi. Thế ha, ừ dê chuỗi, em tôi, em tôi rồi. Thế bây giờ cả bọn, khổ em tôi bị bắt. Không, chuỗi có phải tù đông nó đi đứng cũng như châu chấu voi thôi. Phải rồi, không, không thế nào, không, không, chà chà, ít lần này tôi hay quên quá. Phải, tôi nhớ ra rồi, cái hôm châu chấu voi và chuỗi qua đây, mục đích họ muốn rủ tôi kình đi làm một công việc. Chào ôi, cái công việc tưởng tượng là sẽ đi khắp quê hương các loài trên trái đất. Nghe khó lắm, tôi kêu lên, hay lắm, xiến tóc thong thả nói tiếp, tôi xua tay. Lắc đầu và bảo với những kẻ viền vông ấy rằng, "Tôi xin thôi nghe việc đó. Tôi đã sợ đời rồi. Tôi bây giờ đội mũ ni, sự đời đã bỏ nó ra ngoài hai cây rông, sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào trốn bụi hồng làm chi? Tôi, sốt ruột, thế bây giờ họ đâu? Không dù được tôi, họ đi, đi đâu? Họ có hẹn đi một vòng cánh đồng bên kia rồi họ sẽ trở lại, qua đây sang phía tây. Anh cứ ở đây mà đợi, chắc sẽ gặp." chuỗi ý không hề gì đâu nhưng anh cũng thích bay nhảy thế thì anh thật là ngông cuồng. Chào ôi, bác xiên tóc không biết rằng công việc châu chấu voi đương mưu đồ cũng chính là điều tôi mơ tưởng. Từ khi mẹ tôi căn dặn lúc ra đi, dần dà tôi đã hiểu rộng ra ý nghĩa cuộc sống. Tôi và chú ý cũng định đi khắp thế gian này, vậy nên, dù chỉ nghe mang máng, tôi đã cảm tình ngay với châu chấu voi. Và tôi ân hận quá chừng về cuộc đánh nhau dạo trước. Cũng lại chỉ vì tôi nóng này và nông nổi nên mới nên nỗi thế. Nếu tôi chịu khó thăm hỏi trước thì đã chẳng sao. Tuy vậy, tôi cũng đỡ phần ấy náy vì chắc chuỗi được vô sự. Ở lại đây đợi hay đi. Tôi phân vân, tôi có tranh luận việc đời với bác xiên tóc mấy lần nữa. Nhưng óc bác xiên tóc dễ đã mùn ra thành miếng bột, không ngợn một nếp nghĩ. Tuy nhiên nếu ở lại đây mà gặp được chuỗi như xiên tóc mách thì tôi cũng chịu khó đợi. Thế là tôi dừng chân và nương náu trong cái liều cỏ của ẩn sĩ xiên tóc vừa chán đời vừa đá lầm cầm. Ngày ngày bên tôi vo ve lèo nhèo những cuộc ca hát vần vơ của các nàng bướm và chàng ve sầu. Nghe mãi, ta à chỉ nghe đàn hát và chơi không thì cũng chối tai. Ở đây, không một cái gì đáng gọi là công việc cả. Nói tóm lại, những ngày chú chân chỗ này tôi thấy cảnh sống xung quanh không khác thuộc còn bé tỉ ti khi tôi mới được mẹ cho ra ở riêng. Cứ tôi đến mê mải đi nhảy múa hát hỏng với bè bạn, ngày tháng ăn chơi lêu lồng. Chơi không thì bao giờ cũng chóng chán tất nhiên, tôi không ưa bọn này. Huống chi, tôi là kẻ hay bay nhảy, lại càng lấy việc phải dừng chân là khó chịu. Dần già, tôi thấy thì giờ tôi với họ thậm vô tích sự. Bướm và ve, sầu là lũ ăn hại, trốn việc. Bác xiên tóc đã từ lâu sinh mất nết, đâm lười, ăn hại nốt. Nếu không mong chút hy vọng ở lại có thể gặp chuỗi thì chắc tôi đã cuốn gói đi rồi. Nhưng ngày ngày, nếu đời sống biếng nhác xung quanh càng khiến tôi bực dọc thì ý nghĩ về việc của châu chấu voi định đi khắp nơi để kết giao với người tốt càng nung nấu, thâm thía trong tôi, tưởng tượng ra tôi sao ô được đi cùng đoàn bè bạn có chí lớn ấy. Ngày mai, ngày kia hay chốc nữa, mỗi buổi sáng, bừng mắt lại thấy bồn chồn và tha thiết muốn đi. Chẳng còn mấy ngày nữa thì mùa xuân đã hết rồi mùa hạ qua đi, bây giờ hoa sen trong đầm nước cũng tàn rồi. Lá xanh bắt đầu úa đỏ, trời đã ngả sang mùa thu, buổi sớm ấy, các ả à bướm rủ tôi vào rừng dự cuộc mua hát thi. Tôi lắc đầu từ chối rồi một mình lưỡng thưởng dạo ra bờ suối, đứng ngẩn trông chờ. Lòng hiu hiu nhớ chuỗi và bâng khuâng mong ước xa xôi, bỗng đằng phương Tây tràn đến những tiếng reo ả à à một đàn ong bay ào đến đậu trên những bụi trúc và những cây cối say nở hoa vàng chóe đi kiếm ăn về nghỉ chân đấy ong nào cũng nặng phấn và đầy những tiếng vo ve chuyện vui những bài hát hùng tráng thúc giục của ngày đường không khí yên tĩnh nơi quạnh vắng bỗng nhộn nhịp hẳn lên nghỉ một lát đàn ong lại bay vù tấm lòng náo nức của tôi nhộn nhịp cũng như bay theo tôi ngơ ngẩn nhìn đàn ong đó hẳn vừa qua một quãng đường dài họ đi xây dựng đời sống, họ đổi chỗ ở, phải sống ở đời, có biết đi đây đi đó, biết làm việc thì mới là đáng sống. Tôi bồi hồi, khao khát, những tiếng, giang hồ hoạt động, đi hết anh em trong thiên hạ, đến nhảy múa trong óc tôi. Chân tôi ngứa ngáy, rậm rật, lại đi, lại đi thôi, tiếng gọi tôi lên đường mà đàn ông vừa thổi kèn vừa bay tung trời kia đương vang vang trước mắt tôi. Và chăng, tôi cũng đã chán cảnh, ngấy tình ở đây lắm tôi còn đương suy tính, lưỡng lự khi bước qua rừng thưa. Cạnh bụi trúc, tôi thấy bác xiên tóc gật gù trầm ngâm. Bác ta vốn lực lưỡng, vai rộng vuông vắn, rất khỏe mà nay lúc nào cũng ủ rột, trông thật không khớp với dáng vốn nhanh nhẹn, thành thử non bác ta đâm ra vẻ buồn cười. Bác ta ngước mắt nhìn vơ vẩn rồi gật gù cất giọng vịt đực ngâm ư. ư. Chi bằng đến thẳng dậu cúc thơm ngồi khỉnh vỗ đàn gầy một khúc cha mẹ chơi đất, những nghe đã phát ngán hai cảnh nối nhau vừa bày ra trước mắt tôi, đàn ông mải mê rầm rộ, một bác xiên tóc to xác, quá lười cứ ra ngẩn vào ngơ. Tôi vốn ít mơ mộng, không thích lối sống phất phơ. Càng thêm ngấy và bực, tôi quyết bỏ các bọn vô tích sự này và lại ra đi ngay hôm ấy. Không từ, biệt ai, không ai trông thấy, tôi cứ thế đi. Đi mười hôm thì đến chân một con đê, dốc đê cao, leo mãi mới tới được mặt đê đứng nhìn ra sông thấy là nước đỏ ngòm băng băng chảy. Lắng nghe có tiếng hét, quýt quýt, dữ dội ngay trên đầu. Ngừng đầu thì thấy một lão chim trà loát chót mà rất diện vừa bay tới. Ôi chao, lão ta làm bộ điệu mới bảnh bao và oai vệ làm sao? Tên lão là trà, có lẽ vì lão chỉ ăn cá trà cá và gỏi cá. Mỗi khi định bắt một con cá, lão vỗ cánh đứng ngâm nghía trên không rồi thình lình đâm bổ xuống mặt nước, tung cá lên. Vì cách câu cá đặc biệt ấy, lão còn có biệt hiệu là tiên sinh bói cá. Tôi trông lão này có nhẽ cũng nhiều tuổi, người đã hòm hem quát lại rồi. Xong lão bói cá xưa nay nổi tiếng là già mà hay làm đòm trái mùa. Đã hóp má rồi lại hay tỏ vẻ hơ hớ trai tơ. Lão sắm đầu được bộ cánh màu sặc sỡ không hợp tí nào với bộ mặt âm thầm của lão. Bụng trắng, lưng xanh thắt đáy, đôi cánh nuột nà biếc tím. Chân lão đi đôi hia đỏ hát lão sẽ đôi chút đẹp trai đấy nếu lão có cái mỏ vừa phải. Nhưng, cơ khổ, lão phải vác giữa mặt một cặp mỏ cách xù mà đen quá, dài quá, xấu quá. Mỏ lão dài hơn người lão và to đến nỗi trông giống như có ai nghịch ác đem đóng cả một chiếc cọc che gục vào giữa mặt lão. Cả ngày, lão nhăn nhó méo mặt vác mỏ chẳng khác gì anh cu sen suốt đời phải đội tòa đình đá nặng trên lưng vậy. Tôi ngắm cái mỏ lão chim trà mà cười thầm là đáng đời cái anh già hay làm điệu mà không thể cất cái mỏ xấu xí kia đi đâu. Nhưng, quả báo, cái mỏ to tướng tôi đương chế nhạo thầm đó sắp sửa đến hỏi tội tôi đây. Duyên do thế này, lão chim trà đương bay, bỗng xả xuống đậu trên tấm phên nứa cửa cống trước mặt tôi. Cái phên lung lay, lão cứ ngất ngường đứng lấy đà nhưng vẫn không quên chăm chú trông ra mặt nước rình cá. Gật gù một lát lão chợt trông thấy tôi nhô lên trên đê đây rồi, đây rồi, như gặp lại bạn chí thân. Rồi tôi mới biết lão kêu lên thế vì đấy là lão vừa này một ý rất hay của lão. Hai chồng mắt lão đỏ lòm lộn lên rất nhanh. Lão bay chéo thẳng xuống đầu tôi. Lão dương cặp mỏ to tướng ra. Tôi trông vào thấy cả cái lưỡi lão nhọn hoắt và thắm như máu. Tôi hơi luống cuống, nhưng có điều danh dự đáng tự hào này. Xin thưa cùng bạn đọc yêu quý, tôi thường đắc ý rằng đã từ lâu, dù trong cơn nguy hiểm. Dù chết ngay tôi cũng không hề một lần nào nữa hạ mình lại lục ai. Như hồi xưa tôi có lần lại bác xiến tóc khi bị xiến tóc dọa nạt. Bây giờ, trước mặt lão chim trả, tôi loay hoay tìm cách chống đỡ. Lão chim trả đã có tiếng là cục tính, khi lão phát cáu hoặc khi ham muốn điều gì. Nhưng tôi nhất quyết không sợ. Tôi lấy hết gân, bệnh người, dương cánh, giang chân khuỳnh càng ra. Cả thân mình tôi nở bung, như con cua càng thấy chưa chi tôi đã tỏ ý kháng cự, lão chim trả gầm lên, hè, hè, quát, quát, giỏi, giỏi, lão bổ thượng xuống một mỏ, chưa bao giờ tôi bị một đòn khiếp thế, nhưng đầu tôi vốn đội mũ trụ, nổi tảng, cứng lắm. Tôi chỉ đau mà không xây sát tí gì, thấy không đánh ngã nổi tôi, đáng lẽ phải cáu hơn, nhưng lão chợt nhớ lại cái ý hay mà lão đã kêu, đây rồi, đây rồi, lúc nãy. Lão bèn quát tôi, bay bổng lên trao chao, chao gió rú trên cao đến lộng óc, từ lọt lòng mẹ chưa bao giờ tôi bị tung lên tận lưng trời như thế. chương 8, xa nhau lại gặp nhau, nhưng cuộc đời mèn tôi chưa phải đến đây đã bị phết cái dấu chấm sau cùng. Tôi còn sống, vẫn sống, để hôm nay ngồi kỳ khu chép những ngày giang hồ lên trang giấy trắng cho bạn đọc yêu quý cùng nếm với mèn tôi chút phong vị và ý nghĩa một quãng đời luôn lạc. Thế nghĩa là, tôi không chết. Tôi nằm bẹp dí trong cặp mỏ lão chim trà và bây giờ lão đương bay là là xuống sát mặt dòng sông phù sa đỏ ối. Qua sông rồi, lão đỗ vào một bãi dâu xanh lưa thưa. Lão vừa buông tôi xuống đất, tôi đã giơ ngay chân và càng lên gai ngạnh thủ thế và nghênh địch, như lúc nãy. Lão ngoác mỏ ra cười khà khà rồi nói, ái trà, diễu võ dương oai cứng đấy. Nhưng thôi, hãy cục chân xuống mà nghe đây, tớ vừa tậu được ngôi nhà mới, tớ dương cần quản gia. Đảng ấy về làm quản gia cho biệt thự của tớ. Bằng lòng không, cái ý hay đã khiến lúc nãy lão chim trả kêu lên, đây rồi, đây rồi, là thế đấy. Tôi lắc đầu cãi rằng tôi đương tự do đi trên đường cái. Không ai có quyền lấy mất chân tay của tôi. Nếu ông có lòng tốt và biết ân hận về sự tình ức hiếp nhau vừa rồi thì chỉ việc ông kệ tôi đứng đây rồi tôi đi đâu mặc tôi. Đừng thở ra câu nói trái tai nào nữa. Nhưng lão chim trả nheo mắt lại bảo, này này chớ làm nhảm lý sự vô nghĩa, hỏi chơi thế thôi chứ dù chú mình không muốn, ta bắt chú mình phải muốn. Tôi cứ thản nhiên, đến khi lão hỏi dồn thì tôi chỉ lắc đầu. Lão liền hé mỏ quáp tôi bay đến cái nhà mới của lão. Cái nhà mới, hay nói cho ai, biệt thự của lão chim trả là một cái hang sâu hòm vào giữa một mô đất cát trên bờ sông. Cũng không phải tự tay lão đào cái hang này, lão không biết đào mà lão chỉ có tài láo vặt nghĩa là cái tài đi cướp nhà của chú chuột chim chả chuyên tìm hang sẵn được cái bỏ hoang thì tốt nếu không lão dình chú chuột đi vắng lâu ngày lão vào giả vờ đào bới khoét tí ti trong ngoài đến khi chủ hang về lão chim chả sinh sự tống ra ngoài cứ nói sưng sưng là vào mà xem vào mà xem có phải nhà mày đây không chú chuột nọ bực mình nhưng cũng ngại lôi thôi thế là bỏ quách tuy vậy không phải chú chuột nào cũng dễ tính có chú chuột còn đến cãi nhau mãi. Thế ra bây giờ lão chim chả nghĩ cách bắt mình giữ hang và có thể còn cãi nhau hộ đây. Lâu nay, lão đã có ý tìm một quản gia như thế. Trong cùng hang, lão đã đào thêm một ngách nhỏ vừa cái lỗ con con. Lão đẩy tôi vào đó. Tôi lùi ra, đạp hậu vào mặt lão. Nhưng chỉ đạp chúng cái mỏ cứng như đá, chẳng ăn thua gì. Lão bèn đưa cả cặp mỏ to tướng, hẩy phát tôi vào tôi ngã chúi đầu vào tường cát, lập tức lão nhặt viên gạch, chặn kín cửa ngách, tôi mất đường ra, trong ngách tối như hũ nút, cái khe hở tí ti không đủ thò một chân ra, lão chim trả đứng ngoài truyền lệnh vào cho tôi, việc của đằng ấy từ nay là trung thân coi nhà, làm khá thì được thường, làm không nên thì được ăn đòn, bây giờ dòng tay nghe tớ dạy cách coi nhà. Muốn không cho bọn chuột bỏ rán xét nào và trộm cắp được thì cứ gióng cổ lên hò hết tất cả những lúc tớ vắng nhà đứa nào đi ngoài cửa sẽ hiểu rằng trong hang có chủ không dám vào có thế thôi mỗi bữa tớ sẽ đem về các thức cỏ ngon cho mà ăn sướng nhé tôi không hát không hét không kêu la như lão muốn lão rình mấy lần không thấy tôi động tĩnh thấy thế lão không đem cỏ về cho tôi ăn đói quá sao tôi nghĩ thế là giải chẳng nhẽ chịu chết ở đây ta phải gắng ăn để sống để có sức tìm cách thoát khỏi hang hùm thế mới là thượng sách từ hôm ấy, cả ngày tôi hò hét trong hang, nhiều lúc lão có ở nhà tôi cũng kêu ầm ĩ, lão không ngủ được phải quát lên, tôi mới thôi. Ngày cũng như đêm, tôi quanh quẩn trong cái hang kín. Ngày cũng như đêm, tôi hát giống cò ke chẳng ra đâu vào đâu, như đứa dở hơi. Để bọn đi ngoài kia biết hang có chủ, khỏi vào nhà nhầm. Để cậu chuột chủ cũ có về tưởng trong hang lắm thứ chen chúc, nào dế nào chim trà lộn xộn, cũng sợ lôi thôi không vào đòi nữa. Lão chim trả đi vắng cả ngày, không mấy khi có nhà. Ban đêm, lão ta ngủ, tôi nghỉ hò la hát hỏng thì tôi lại cặm cụi bí mật đào ngách. Nhưng trong cái tường bịt trước mặt tôi, lão ta đã tha đâu về được nhiều hòn sỏi lèn vào đấy, sức móng chân tôi không khuét nổi. Mà đằng sau lưng thì chịu, tuy vậy, tôi vẫn chịu đựng và nuôi hy vọng, mặc dù không biết sẽ ra sao, nhưng vẫn tin và chờ. Lòng tin và hy vọng ở với tôi an ủi tôi, xua đuổi cái buồn nản trong tôi đi. Trong cái âm thầm bóng tối ghê gớm ấy, trò hò hát vẫn là công việc bó buộc hàng ngày. Nào ai cần đâu tôi hát hay hát dở, đây lão ta chỉ bắt tôi mở miệng, rồi tôi kêu hay hát, hay quát tháo cũng được, miễn tiếng động ấy chứng tỏ trong hang có chủ. Tôi nghêu ngao hát, tôi gáy, để tìm cách sống, để nghĩ kế, tôi cũng tưởng tượng biết đâu mình kêu như thế, ai tò mò vào. Rõ nỗi oái oăm mình bị cầm tù, có thể tìm cách cứu được mình chăng? Tôi nghĩ kế, tôi nghĩ, bởi vậy, tôi không hát những câu nhảm nhí nữa. Tôi đặt ra các câu hát có hồn, tôi hát cho tôi nghe, những bài hát mới, những bài hát ai oán thân phận, những bài hát tâm sự, những bài hát mang hy vọng xa. Ai làm chi nổi, có giải mới nên khôn, nước nước với non non, năm canh hồn ngơ ngác, ngày kia như lệ thường lão chim chả bay ra sông kiếm ăn từ sáng sớm. Tôi bâng khuâng hát đi hát lại, nước nước với non non, nằm canh hồn ngơ ngác, mình lại nghe tiếng hát của mình chìm vào bóng tối, lòng tôi lìm liệm thấm thía và cứ hát mãi. Tôi hát lại, ai làm chi nổi, có giải mới nên khôn, vừa dứt tiếng, nghe ngoài cửa có tiếng hỏi vọng vào, tiếng ai như tiếng anh mèn phải không? Tôi, vội kêu, ai đó, tôi đây, tôi đây, mèn đây, ở ngoài rội vào tiếng kêu to hơn, ối. Ôi, anh mèn ư, chuỗi đây, em chuỗi đây, anh đâu, anh đâu, anh ngừng chỗ nào, tôi bàng hoàng cả người. Đúng tiếng chuỗi, dù xa nhau tôi vẫn không quên cái giọng ồ ồ của nó. Cũng như chuỗi, bấy lâu dù sơn khê cách trở, chuỗi vẫn nhớ ngay tiếng tôi. Tôi bảo vọng ra, anh ở đây, anh phải tù trong đáy hang này. Có ai đương đi với em ngoài đó không? Thưa anh, các bác châu chấu voi với bác, em vào cứu anh ngay tức khắc. Tôi nói lớn ấy chứ, cứu anh thì đã đành, nhưng đừng vào bây giờ. Tường nhà tù chắc chắn lắm, mà sắp đến buổi lão chim trả đi kiếm ăn về rồi. Em chịu khó ra ngoài đợi, sáng mai, lúc lão ta trở dậy lại bay đi. Lão đi rồi, ta vào thì chắc chắn hơn. Lát sau, quả nhiên lão chim trả từ ngoài bờ sông bay về, chui tọt vào hang. Anh em ngoài ấy hẳn đã núp đâu quanh, chắc là lão ta không biết lão ngồi tựa cái tường đất ngay ngoài buồn giam tôi, lão ngủ. Bấy giờ đã tối, tôi chỉ nhấm được tí cỏ, rồi cả đêm lòng rộn rực. Bao nhiêu câu hỏi rối ren trong trí, làm sao chuỗi lần mò qua đây, ngày mai mình thoát trốn này ư, ôi giao, lại sắp thấy trời, trời xanh, lại thấy ánh sáng, ánh sáng vàng những nắng. Anh em lại gặp nhau, sao cái đêm chờ đợi lê thê, dài đến là dài. Sáng hôm sau, lão chim chả bay đi kiếm ăn từ lúc xương chưa tan. Vào lúc ấy dễ đón cá đi ăn dạng đông, tin chắc lão không trở lại bất chợt, lão tính cẩn thận không bỏ quên cái gì bao giờ, lão chim chả vừa ra khỏi, tôi gọi ầm, chuỗi ơi, chuỗi đâu, tiếng đáp lại ngay, dạ, dạ, em đây, hình như các bạn đã nấp quanh đấy cả đêm qua, lập tức, mấy cái bóng lồn ngủm bò vào hang, hì hục đào bới cậy khoét moi đất ra. Lão chim chả lèn gạch đá cẩn thận lắm phải bới một lúc mới hở tẹo lỗ. Ở trong, tôi nghe các cu cậu thở phì phò, nhưng cái lỗ tí tẹo cứ to dần. Tôi thò được đầu, tôi nhoi được vai, rồi tôi quờ cả hai chân trước ra. Đến đấy tôi dở món sở trường đạp hậu phanh phách một cái a lê hấp. Người tôi bật như bay bổng ra phía cửa hang. Các bạn cùng reo lên, chợt nhớ đến lão chim trả. Tôi bảo các bạn chạy đi, phải chạy ngay. Được một quãng, đến bụi thải lại kín đáo chúng tôi đứng lại. Đã lâu bây giờ mới được chuyến chạy và bay, đạp thỏa hai cái càng. Sau tôi, cả lũ theo, tôi chạy nhanh quá, cả lũ, có chuỗi và các bạn châu chấu voi. Nhưng cái anh chạy nhanh đầu tiên không phải chuỗi mà là, bác xiến tóc. Ẩn sĩ xiến tóc ở liều cỏ dạo trước ấy, bác xiến tóc vừa chạy vừa bay, rất gọn, không còn chút nào cái dáng đồng đỉnh chán đời bữa nọ. Tôi chưa kịp ngạc nhiên bác xiên tóc đã vuốt sừng cười rồ tệ quá bỏ đi mà không nói ai biết đằng ấy đi mấy hôm thì châu chấu voi và chuỗi trở về tôi kể chuyện đằng ấy đi mấy hôm thì họ hoảng hốt lên ồ bạn chuỗi giỏi lắm ngày trước châu chấu voi đã giảng giải cho tôi đến khi đằng ấy tới cũng nói là đời sống giang hồ thì vui thích như thế nào tôi cứ u mê cãi lại tôi tưởng cái số mình lắm tai họa không bao giờ dứt nổi bệnh chán đời nữa thế mà đến khi chuỗi nói bạn chuỗi nói có một lần, mình đã tỉnh. Tôi xấu hổ nhận ra trong đời mình chỉ mới khó khăn một tí mà đã sợ. Từ nay tôi hiểu rằng chán đời là tính xấu, kẻ chán đời nghĩ là ta cao thượng, nhưng thật không cao thượng chút mà chỉ là trốn việc rong chơi. Nghĩ được thế, tôi liền tống cổ bọn bướm, bọn ve sầu lười biếng lại hay kêu ca phàn nàn và cả mấy gã sen dề già chuyên ăn báng tôi cũng đổi nốt và bảo họ rằng từ nay đi kiếm lấy mà ăn chứ cái thân ăn nhờ ở cậy là xấu xa nhất trên đời tôi đốt cái lều cỏ rồi tôi theo anh em đi từ độ ấy chú ý giới thiệu tôi với các bạn anh mèn tôi đây anh mèn mà tôi vẫn kể chuyện các bạn nghe đó anh ơi từ khi anh em ta xa nhau chắc anh tưởng em chết rồi chứ còn đâu ngày nay nhưng không khi em bị các anh châu chấu voi bắt rồi mang đi thì em hiểu ngay các anh ấy là bạn tốt thế nào hôm đánh nhau nếu chúng ta đừng hấp tấp và chúng ta đừng bị những đứa nhát sợ và nóng nảy cứ đẩy lung tung lên, mà ta chịu khó, bình tĩnh hỏi han trước thì không thể xảy ra sự đáng tiếc và chúng ta đã hiểu nhau ngay từ lúc ấy. Các anh châu chấu voi với chúng ta đều thích giang hồ phóng khoáng. Em nghe ra những lời chi ly ấy, em phục lắm. Tuy chẳng lúc nào em quên tình anh em, nhưng em cũng tình nguyện đi với các anh châu chấu voi và em tin chắc ngày kia anh em sẽ gặp nhau. Được ít lâu, em cùng các bạn trở lại dạng giữa giải trên đê. Định nói với anh, em tin chắc anh sẽ thích ngay. Bởi vì em vẫn nhớ anh đã dạy cho em biết ý nghĩa bước phiêu lưu của anh em mình ngày trước cũng giống thế. Nhưng các bạn châu chấu voi nói anh đã đi tìm em. Em có trình bày cho cả vùng châu chấu nghe cái mơ ước mà em đương theo đuổi. Ai nấy vỗ tay, nhảy mừng. Bởi vì nếu mơ ước đó thành sự thật thì không bao giờ trong đời còn gặp rủi ro. Chỉ vì đi tìm khe lá tránh rét rồi em lại đi thời gian sau có lúc chúng em qua chỗ cái chùa tại gia của bác xiên tóc thấy bác ấy bảo anh đến đây đợi em từ lâu và mấy bữa dày chẳng biết anh đi đâu em mừng quá nhưng đợi mãi chẳng thấy anh về chỉ ở có ít ngày em cũng có thể đoán được tại sao anh đi em đã biết tính anh trước cảnh ăn chơi rông dài anh không chịu được thế là không đợi anh về nữa em lại cùng các bạn châu chấu voi đi chúng em đương trên đường sang vùng kiến may mắn biết bao, gặp anh đây, tôi và chuỗi nhìn nhau, lúc ấy bỗng nhớ ra và càng thấm thía tâm sự câu thề ngày trước rằng từ đây sống chết có nhau. Một anh châu chấu voi cất tiếng, tiếng châu chấu voi sang sang như chiêng đồng, phải, các bạn đã nói rất đúng rằng chúng ta đương cùng nhau đi khắp thế giới kết làm anh em. Chuỗi cảm động nói, em tin đây cũng là bước đường anh em ta đi, chẳng hay ý kiến anh. Tôi vui sướng thấy chuỗi bây giờ khác hẳn trước, chuỗi đã hết tinh hấp tấp nóng nảy, sốc nồi. Chuỗi giờ nói năng điềm đạm, chắc chắn, tôi âu yếm ôm chuỗi mà rằng, em yêu quý, các bạn châu chấu voi chi kỳ ơi, điều các bạn nghĩ, cũng là điều xưa nay tôi mộng tưởng. Này tôi xin cùng các bạn đi khắp thế gian, làm cho được những gì ta đương mơ ước. Cả bọn reo lên, và lập tức chúng tôi khởi hành, có lúc đương đi đường, chuỗi dường như lấy làm lạ dừng lại ngắm tôi rồi, hỏi tôi, ơ hay, sao bây giờ anh trắng trẻo như học trò không đen chậm trụi như xưa. Tôi, cười, vì anh phải tù trong cái hang của lão chim trả, lâu không biết mấy mùa sương nắng đã qua, nên thân mình anh mới bệch một vẻ công tử bột như thế. Chắc chỉ dầu dãi ít lâu thì lại như thường thôi, bởi vì sức khỏe anh thì vẫn nguyên và tấm lòng anh thì đương hăng hái lắm. Chương 9, ai có công nhất, đến đây, tôi xin mở dấu ngoặc nói về châu chấu voi. Đây là những tay có bản lĩnh trước tiên sướng xuất lên những ý nghĩ cao cả về việc đi giang hồ du lịch khi châu chấu voi gặp tôi và chuỗi ở vùng cỏ may và khi xảy ra cuộc lưu huyết là lúc châu chấu voi bắt đầu thực hiện chi lớn. Nếu ngày ấy tôi biết thì đã chẳng phiêu bạt đến cái lều cỏ của cư sĩ xiên tóc rồi lại đến nỗi phải tù trong hang chim trà. Đoàn châu chấu voi cùng chuỗi đi đã nhiều đường đất, nhiều nơi. Ở đâu, ai ai cũng đều coi tình bạn tốt đẹp ấy là lẽ phải nhất trên thế gian. Đã qua nhiều vùng, trò chuyện và bạn bè đã nhiều ai cũng nghiệm ra rằng những ai có lòng tốt đều thích làm ăn yên ổn. Đầu đâu cũng thế, thật phấn khởi, chỉ có cái khó là bàn chân và cả cánh bay, cũng không thể đi cùng trời cuối đất để mau chóng nói rộng những điều quan trọng ấy ra. Không ai bảo ai, các bạn đều thấy nếu thế thì không gì hay hơn tìm đến vùng kiến. Chỉ có anh em kiến vẫn chịu khó cẩn thận và khắp thế giới đâu cũng có kiến. Đó là cái cớ khiến châu chấu voi và các sang vùng kiến đi qua của hang chim trả vừa rồi. Từ đấy không bọn có tôi cùng đi, lại nói về kiến, xưa nay, dù cho đấy là một họ kiến to gồ thì kiến cũng vẫn là bé nhỏ, mảnh rẻ, tuy vậy, kiến lại sống đông đúc nhất trên toàn cầu. Thử để ý mà xem, từ xó bếp đến bàn ăn, chiếu ăn, mâm ăn, từ đồng ruộng đến rừng núi thành phố không đâu không có kiến. Còn kiến rất nhỏ mà ở đâu cũng có, hạt thóc, hạt kê bé li ti là cái nuôi người hàng ngày. Kiến tí hon mà kiến đi khắp thế gian nhiều thứ kiến, kỳ én gió, kiến mun, kiến cảng, kiến cỏ, kiến cánh, kiến bọ giọt, kiến đen, kiến vàng, trăm nghìn chỉ phái nhà kiến nhiều không kể xiết. Kiến có nhiều đức tính, chăm chỉ, cần cù, biết lo xa, và cũng bướng bình nhất trần gian, ở đâu cũng vậy, kiến xây thành đắp lũy kiên cố, riêng biệt một nơi. Kiến đánh nhau với ai thì chết ngay cũng đánh, không biết sợ, nhưng cùng nhau một chi hướng rồi, kiến sẽ đem những điều tốt đẹp truyền bá đi khắp thế gian. Như thế chẳng bao lâu nữa, đầu đầu cũng sẽ biết hết. Kiến cứ gặp nhau trụm đầu lại, đưa tin rồi lại đi. Bao giờ cũng vậy, tin kiến truyền thật nhanh, chỉ có các bạn đại gian khổ như kiến gió mới kham nổi công việc to rộng như thế. Các bạn kiến gió chân cao chuyên nghề đưa tin, nhanh như gió. Đường vào vùng kiến xa lăng lắc, rồi lại mỗi thành lũy hiểm hóc khác, cứ phải hỏi thăm suốt dọc đường nhưng đi lâu cũng phải tới. Vì bây giờ chúng tôi đã qua nhiều làng và cánh đồng, trông thấy vùng kiến trên trái đồi trước mặt. Trời đất giờ đây lại sắp sang xuân, gió nhẹ, thinh không cao cao, mỗi năm gặp lại mùa xuân, trong lòng lại thấy hai câu thơ tự nhiên trở lại, thật xinh tươi thay, cỏ non xanh rợn chân trời. Cảnh lê trắng điểm một vài bông hoa, ai nấy đều ca hát riêng bác xiến tóc đi cạnh tôi vẫn còn than thờ và ân hận về cái thời nhàn cư cho qua ngày ở xó rừng một cách vô lý thậm vô lý bây giờ được đi đứng bôn tàu đây đó thì lạ thay lại thấy khỏi lừ khừ và khỏe mạnh hơn xưa mới biết chẳng việc khó nào khiến ta nản lòng được kể đâu đến thành bại mục đích ở đời là hoạt động đường đi khúc khuỷu dần chúng tôi leo lên trên lưng một trái đồi thì đến địa đầu vùng kiến Chúng tôi dừng lại đưa mắt trông vào thấy một màu đất đỏ trùng trùng nhấp nhô những thành trì nối nhau đi liên tiếp, không biết đâu phân biệt được đường đi. Đáng khen phục kỳ công kiến trúc của các kỹ sư kiến. Hôm sau chúng tôi bắt đầu đi vào, từ hôm ấy, chúng tôi qua biết bao nhiêu khó khăn. Để bạn đọc yêu quý rõ từng ngày gian khổ ra sao, tôi xin trích vài dòng nhật ký của tôi, ở tập thứ tư, những trang 151, 154 cho đến trang 158 chép về những ngày mèn đi vào đất kiến, mùa xuân, ngày 79 kiến ở đông quá, câu tục ngữ, đông như kiến, thật đúng, đường ngang lối dọc chỗ nào cũng đầy kiến, đầu tiên chúng tôi trông thấy từng bọn kiến gió, kiến gió có nghề xây đắp rất giỏi, lại đi nhanh theo cách không phải đi, kiến nghiêng mình vào làn gió, gió thổi bay, kiến tự dưng xa xuống chớp ngoáng hơn gió, màu áo nâu lẫn với đất, các chàng đi giày đặc quanh chúng tôi. Thấy chúng tôi to lớn, thân hình mỗi kiến gió chỉ bằng cẳng chân tôi, nhưng họ không sợ hãi, vẫn thản nhiên ngửa mặt đứng thỏ hai dâu ra nghe ngóng chốc lát rồi lại chăm chú làm. Kiến gió giỏi khuôn vác và xây dựng, đôi khi chạy tin cần kíp, một tốc kiến lửa quần áo vàng khè, kiến lửa lầm lì hì hục đào đất xây hào lũy. Họ dựng lũy đào hào rất khéo, các đường hầm phủ mảng đất luyện thật mỏng trên mặt thành đều do kiến lửa xây. Cả làng đi trong những đường chìm ấy, ít khi ló ra. Bởi thế, vào vùng kiến thoạt, trông chỉ thấy cao thấp những mảng đất vắng vẻ, nhưng trong đường hầm, làng kiến qua lại tấp nập chen chúc đông vui suốt đêm ngày. Tôi hỏi thăm đường, gã kiến lửa nhìn chúng tôi không nói, vẻ bí mật ghê. Đã thế, cũng không cần, bọn tôi cứ đi. Mùa xuân, ngày 82 gặp việc rắc rối, vô tình xên tóc thụt chân xuống một đường hầm. Mọi hôm đi cả ngày không sao, dù kiến đi đông đảo quanh chúng tôi, nhưng không ai đụng vào ai thì ai cứ việc nấy, chẳng lôi thôi đến nhau. Bây giờ, bọn kiến dưới đường hầm tường có kẻ đến phá hoại nhà cửa của họ. Gã kiến kim ngoi lên, chẳng biết nếp tẻ thế nào xông vào đánh nhau liền. Thám tử kiến đen chạy đi cấp báo khắp vùng, lập tức vô vàn kiến lửa rầm rĩ hung hăng kéo đến. Nhưng anh chàng kiến lửa nào nhảy tới, vừa nhe răng ra đều bị chúng tôi hất đá ngã. Chúng vẫn kéo đến, chúng cậy đông, vây bọn tôi lại, mùa xuân. Ngày 83 tự nhiên trên trời rơi xuống đầu chúng tôi hằng hà xa số những anh kiến to thô lố, áo đỏ và có cánh. Đó là kiến cánh nhảy dù, đoàn kiến cánh nhảy dù tới tấp đến, kiến cánh rất hăng, có gã bị cắn đứt đuôi, rơi bụng ra mà vẫn chạy ton ton. Trận đánh đương tơi bời thì chuỗi xa vào đường mai phục, bị bắt sống. Nhưng nửa đêm chuỗi trốn được, chúng giam chuỗi vào một hầm đất, hầm đất của kiến thì mỏng mảnh thôi và chúng không ngờ tài đào khoét ngạch của chuỗi, chỉ dùng hai càng gạt mấy phát đã hồng một lỗ to, chuỗi ấy đất, đổ bẹp cậu kiến gác, thế là ung dung về. Chuỗi về nói trông thấy bọn cứu viện kéo đến nhiều lắm. Chào ôi, giảng giải thế nào cho những gã đương nóng đầu nghe được. Mùa xuân, ngày 84 như chuỗi biết, bữa nay thêm viện binh, kiến bỏ giọt. Kiến bỏ giọt to, khỏe hơn tất cả, chỗ nào cũng có kiến bỏ giọt chen vào đi oai phong như bò tót đầu đàn. Lại có kiến kim và kiến cánh, đường đánh nhau hăng, bỗng xiên tóc đứng sững lên, dương thẳng cả hai cặp cánh lụa, co mua dối rít chân và kêu giống từng hồi ghê rợn. Thì ra, thấy xiên tóc mình đồng ra sắt, đấm đánh bác ta như đấm đánh bị bông, cứ chơ ra, chẳng mùi gì, kiến bỏ giọt lập mưu chui vào trong vành cổ xiên tóc. Khắp người xiên tóc đều bỏ giáp sắt, kể cả các khớp bụng chỉ có chỗ khe cổ rất hiểm là chỗ phạm, bị đâm vào đó, xiên tóc có thể đứt cổ, chúng tôi khiêng xiên tóc chạy lùi, châu chấu voi dịt cho bã thuốc, buộc lại, cổ xiên tóc như quảng cái phu la chàm, không chết, nhưng vết thương tấy, sưng vù, xung quanh đánh nhau, xiên tóc ngồi khư khư một xó. Tuy vậy, cũng chẳng ai làm gì nổi, thấy xiên tóc ốm, có cậu kiến tưởng bờ, xông vào, xiên tóc giơ chân ra đỡ chân xiến tóc cứng như cây tre đực, xiến tóc cứ để yên cho kiến cắn. Chẳng ăn thua mà lại có thể gãy răng, kiến chạy. Trên đây là những ngày gian nan và rắc rối của chúng tôi. Và còn lôi thôi nữa. Mỗi buổi sớm, trông trước mặt, ngó sau lưng chỉ thấy man mác lớp lớp những thành lũy mà kiến lửa, kiến gió mới đắp thêm, vòng vây càng dày nữa. Đoàn kiến đen, kiến gió thông tin thì làng vảng đi ngoài cùng. Chúng chảy, những cây chân lênh khênh phóng đi chúng thông hiểu, anh này đương chạy liên liến, gặp anh khác, đứng dừng phát, dí sâu móc vào nhau ấy thế là hai bên đã báo cho nhau đủ tin hỏa tốc, rồi lại chạy biến. Cứ thế truyền mãi, tình hình trước mắt thì quả gay gâu thật, chúng tôi biết có kiến chúa trong vùng này, cần phải gặp kiến chúa. Muốn gặp nhưng không biết đích xác chỗ nào, đầu cũng coi chúng tôi là thù mà kiến chúa thì ở trong thành kiên cố, chúng tôi không biết tìm đến chỗ nào được. Tôi bàn cố thủ đây. Còn chuỗi thì vượt vòng vây ra ngoài tìm về vùng cỏ may gọi các bạn chuồn chuồn. Các bạn chuồn chuồn đến đây sẽ giúp chúng ta được nhiều, tải lương, đưa tin, đi liên lạc. Chuồn chuồn sẽ bay đi tìm gọi kiến chúa, chuồn chuồn vốn tháo vát Các loài chuồn chuồn suốt đời kiếm ăn nơi đầu sông cuối bãi. Những tay chuồn chuồn giang hồ ấy mà mở hết tốc lực phi cơ thì phải biết. Nửa đêm, chuỗi lèn được ra ngoài, trong khi ấy, vòng vây càng ngày càng thắt chặt thêm vì kiến đã tin cho kiến chúa rằng bọn ngỗ nghịch chúng tôi ở đâu đến gieo rắc sự phá hoại. Kiến chúa tức giận ra xem, thấy đúng hào lũy đồn ải tan hoang như lời báo. Kiến chúa ra lệnh cho cả vùng vây hãm cho kỳ đến chúng tôi chết đói hay phải bỏ chạy đi mới thôi. Bất cứ kẻ nào, cả đến những tay bỏ hung sừng sỏ, lỡ chân lạc vào tổ kiến, thường đều có đi không có về, nếu không cũng sợ chết khiếp suốt đời. Sự hiểu lầm tai hại, càng tai hại, chẳng bao lâu chú ý đã trở lại, kia chuỗi báo tin các bạn sắp đến, chúng tôi sẽ có cứu viện, chúng tôi vẫn tin tưởng, nhưng sao chưa thấy vân mong, mà vòng vây kiến thì mỗi lúc một chật ních thêm, kiến lượt đầu kéo về đông đặc đen sẫm như dòng sông mật quấn quanh trước mặt sau lưng chúng tôi. Ôi, chẳng nhẽ chịu chết ở đất này, bạn đọc yêu quý, có một biến đổi tôi hay nói biến đổi quá, nhưng thật có một biến đổi, tôi không biết nói thế nào khác. Xin để tập sách xuống đó lặng nghe tôi kể cho một chuyện khác. Thoạt nghe bạn sẽ cho tôi là dài lời, nhưng kỳ tình câu chuyện có quan hệ đến cái cảnh đương gay gâu như lửa cháy này. Có năm cô bé học trò, tên là cô Mai, cô Điền, cô Mến và hai cô nữa, không nhớ tên. Cũng như bọn các cậu nhớn, cậu bé, cậu thịnh ngày trước ấy mà, bạn lúc để tròm thì nhiều lắm, ai nhớ hết tên được. Các cô đi học, ngày Chủ nhật đỡ xê nghỉ thì đi chơi. Năm cô học trò đi chơi có năm cô học trò đi chơi các cô học trò đi chơi đôi khi khác kiểu các cậu học trò cũng chơi ngày chủ nhật nhưng các cô rủ nhau vừa đi chơi vừa kiếm củi củi sưởi trong mùa đông tới củi thổi cơm một cô nói thêm hái hoa mùa này vinh nhiêu là hoa đến đổi trên đầu cây chua me đất bé bỏng và gầy hùa cũng đội cái mũ hoa tim tím cơ mà vậy thì chúng ta đi chơi kiếm củi và hái hoa các cô bước qua nhịp cầu bắc bằng hai cây tre ngang lạch nước sang trái đồi bên này trái đồi bên ấy đương bay nhiều bướm vàng bướm trắng phấp phới lẫn với hoa hồng bụi đỏ rực và hoa tầm xuân hồng nhạt cả bọn vừa hát vừa cười nhảy chân sáo lên đồi góc đồi đó là nơi bọn tôi và kiến đương dã nhau túi bụi mấy hôm nay nghe tiếng động lạ ngẩng lên thấy những bàn chân người đương thoăn thoắt tới đối với chúng tôi thì những bàn chân ấy ví như một trận mưa đá toàn đá tảng, những hòn đá tảng to thật to choàng tôi. Không làm thế nào chống được, phải nhanh chân không thì chết mất ngáp. Tôi, hô lớn, anh em ơi, chạy đi, bọn tôi nhất tề bay giạt vào nấp trong bụi cỏ ống. Các cô vừa tới, vô ý, đưa ngách mắt và với tay gión rén hái hoa tầm xuân. Thế là bàn chân loay hoay rồi dẫm vào tổ kiến, kiến vốn cục tính, như chúng ta đã biết, thấy động đến là kháng cự liền, bất cứ ai phải đương cơn va chạm kịch liệt với bọn chúng tôi, thế là kiến cong đít nhọn hoắt lên, nhẻ chân các cô bé mà cắn. Cậu kiến lửa thì leo lên ngập hai làn răng nanh dữ dội vào bắp chân. Hai cô giật mình, buông cành hoa tầm xuân, nhảy choi choi lên kêu, ba cô bạn đăng kia nghe tiếng kêu vội chạy tới. Một cô nhón chân vào dắt hai cô bạn đương lúng túng ra khỏi đám kiến rồi đưa xuống suối rửa chân. Nước mát làm nọc kiến dịu đi, hai cô nữa mỗi người cầm một chiếc nón. Họ tức tốc chạy xuống vục nước suối lên đổ ảo ảo vào vùng tổ kiến. Những nón nước suối như trời đổ xuống hàng nghìn cây nước khủng khiếp làm ngập lụt khắp thế gian. Thành quách, nhà cửa, của cải và dân cư, trong nháy mắt, trôi vèo mất cả. Chỉ một lát, quang cảnh chỗ đánh nhau ban nãy đã đổi ra khoảng đất trơ trụi, lênh láng nước. Hàng nghìn hàng vạn kiến bị trôi suối đương ngoi vẫy trong dòng nước, bây giờ là buổi chiều rồi các cô bé học trò đi kiếm củi và hái hoa về từ lâu. Đối với các cô, không có gì đáng nghĩ, vì mỗi cô đã làm đủ kết quả, vác về một bó củi với những cụm tầm xuân hoa phơn phớt hồng nhạt xinh. Nhưng ở vùng kiến hôm ấy thì phải nói rằng trận bão lụt qua từ lâu rồi mà tất cả còn bàng hoàng. Chập tối, trăng lên, trăng cuối mùa xuân, sáng trong và dịu dàng lạ lùng. Chúng tôi đứng nép trong bụi cỏ, dưới chân nước ướt nham nháp lúc bị dội nước, nước chỉ ảo qua bụi cỏ. Cũng may, nếu chúng tôi bị trúng những cây nước từ nón dội xuống chắc cũng trôi băng ra suối rồi. Trước mặt chúng tôi, một vùng im lặng ghê rợn. Chúng tôi suy nghĩ đến những khủng hoảng thiên nhiên đầy rẫy quanh mình. Bỗng đâu chuồn chuồn bay đến trong ánh trăng. Đấy là đàn chuồn chuồn tương bay rất đông, cánh quệt cả vào bóng mặt trăng. Cánh nâu chấm đen, chuồn chuồn tương cũng yếu và không bao giờ bay đêm. Tuy vậy, chuồn chuồn nhiều tình cảm nhất khi nghe chuỗi kể vờ cái khó khăn nguy hiểm chúng tôi gặp phải dọc đường chuồn chuồn tương đã bay đi ngay, bay thong thả, nhưng bay luôn và suốt đêm không nghỉ nên đến sớm nhất bọn chuồn chuồn ngô, chuồn chuồn chúa cậy sức khỏe, họ cũng đi ngay đấy, nhưng còn nhờn nhơ đâu chưa tới. có khi lạc đường cũng nên các cậu láo táo nhanh nhỏ đoàn mà. đóng ngoặc đơn chấm chuồn chuồn tương bay tới trong ánh trăng, bốn cánh dập dờn nhịp nhàng, đường bay bỗng quẫy lại rất nhanh và đẹp mát họ lượn đi lượn lại mấy vòng trên ngọn cỏ ấu tìm chúng tôi chuồn chuồn tương đã tới hoan hô các bạn các anh ơi bạn ơi hãy bay khắp đồi các bạn hãy gọi to lên xem kiên chúa ở đâu mau mua ra cho chúng mình hỏi chuyện chuồn chuồn tương lại thong thả bay đi trong tương làn ánh trăng chảy lênh láng trên mặt lá sáng đẹp như ban ngày trăng sáng gây cho lòng ta một cảm tưởng dịu dàng và yêu đời dù đang trong cảnh đau khổ lát sau chuồn chuồn tương quay trở lại nói to thấy kiến chúa rồi thế sao kiến chúa hẹn sáng mai đi gặp ơ ờ, đâu chúng em sẽ dẫn đường sớm hôm sau chuồn chuồn tương đã dập dờn bay từ lúc còn tờ mờ các bạn trong bọn đã ủy cho tôi làm sứ giả tối quan trọng hôm đó trên trời chuồn chuồn tương bay tầng trên tầng dưới liệm cao liệm thấp trao cánh vừa múa vừa bay như mừng như dưỡng tiếng đồn chuồn chuồn tương hồn nhiên và yêu đời bấy lâu quả không sai. Tôi ngắt một chiếc lá tre để che nắng và cũng để dơ cao lên đầu, tỏ dấu hòa bình, và tôi bước sâu vào làng xóm kiến. Phải như mọi khi, có cầm mấy cái lá tre mang hình ảnh yên lành của lũy tre xanh ngõ xóm thì bọn kiến cục tính kia cũng có thể lăn xả ra đả ngay. Nhưng sớm nay, đường ngang lối dọc cứ trống trơn, trong cảnh trơ trọi ấy, thế mà đã lổm ngổm những anh kiến xây dựng kiến gió và kiến lửa những tay thợ chăm chỉ và cẩn mẫn, có anh trôi suối bơi suốt đêm mới trở về được, mình còn ướt lướt thướt mà đã ra đảo lũy mới. Nhẫn nại và chăm việc quá, mải miết cắm cúi làm, chẳng anh nào ngó ra, sự gian khổ và chịu đựng còn in trên từng cây bóng kiến lùi thùi, đều đều vác đất, và trông vào trong các lỗ, kiến còn kéo ra đi dòng dài tưởng không bao giờ ngớt. Kiến có thói quen đi một hàng, trước sau nghiêm ngặt sấm sét mưa gió khủng khiếp tưởng chết hết đêm qua, nhưng không phải, lúc nào kiến cũng kỷ luật nghiêm. Và bao giờ kiến cũng có hai thành trì để ở, như đã biết lo xa. Một thành trên mặt đất và một ngầm dưới đất, có lỗ vào hang rất sâu. Bây giờ, trên mặt đất bãi cỏ trống, hàng vạn kiến bị trôi xuống suối mới tìm về được và hàng vạn kiến trong các lỗ các hang bỏ ra tấp nập và đắp thành lũy. Đồng đặc, nhưng khác mấy hôm trước, không ai hầm hè không ai chú ý tới tôi. Tất cả lặng lẽ đều đặn tha đất, nhỏ bọt đắp lũy. Chuồn chuồn tương chỉ đường cho tôi vào thẳng tận nơi kiến chúa. Chỗ lù lù sao ấy là bức tường kiên cố còn sót lại sau trận lụt. Đấy cũng là dinh lũy kiến chúa. Tôi xưng tên rồi vào. Hai kiến càng dẫn tôi đi. Các hàng lúc này đều vẫn xâm sấp nước. Tôi thấy bùn lấm ngang khoeo chân chúa kiến. Chúa kiến cũng đương làng. Bà kiến chúa tất cả khuôn đất đắp lại bờ lũy cửa hang. Kiên chúa lớn gấp đôi gấp ba kiến bọ giọt, vẻ tháo vát và lanh lợi. Cái đầu đỏ bóng như gỗ gụ, lấp ló trong chiếc khăn vườn lụa nâu nhỏ. Chân dài và cao, nhanh nhẹn lắm. Dưới đuôi, đeo thanh kiếm nhọn sáng như cây kim. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh rực rỡ đụng đẩy nhô ra như hai mắt cua. Trông thấy tôi, kiên chúa nói, chúng tôi xưa nay chỉ biết làm ăn. Sao các ông độc ác đến sinh sự rồi lại dội nước gây lụt lột đánh đuổi chúng tôi đi? Tôi ngạc nhiên câu chuyện tai nọ sang tai kia cứ lạc đi như thế đấy. Bọn kiến lầm lì đã gây sự thì có, tôi bèn trình bày đầu đuôi câu chuyện cho kiến chúa nghe, chúng tôi không gây sự, chúng tôi chỉ vụng về không biết hỏi han và để hiểu nhầm. Còn việc lụt lội và việc của người ta, không nên tưởng chúng tôi xui mấy cô bé học trò làm ra mưa gió. Rồi, tôi nói, chị đây lịch lãm, hiểu biết rộng rãi, rất mong thông cảm chúng tôi lặn lội khó nhọc, không quản đi sông về núi chỉ vì chúng tôi nghĩ đến những việc ích lợi ngoài tấm thân mình. Nghe tôi nói xong, kiên chua khóc mà rằng, thưa anh, đã lầm, em chỉ nghe nói có kẻ cướp đến phá nhà, mà anh biết, chúc em không bao giờ để ai bắt nạt. Dù là thằng cướp hung dữ nhất có đi qua tổ kiến thì kiến vẫn đốt cho rất đau và đánh đuổi đi như thường. Thế ra không phải các anh đến phá tổ kiến, chào ôi, việc làm của các anh to lớn khắp thế gian, quý báu thay sức chúng em giúp dập được bao nhiêu, xin chẳng từ nan. Tôi cười, sung sướng và cảm động, các bạn kiến sẽ làm được tất cả, làm được rất nhiều, thế nào chúng ta cũng thành công. Tôi kể kiến chúa nghe những nơi mà châu chấu voi đã đi qua và mục đích chúng tôi đến đất kiến. Kiến chúa gật đầu khâm phục và có vẻ nghĩ ngợi khi hình dung ra cái việc quan trọng mà họ sắp ghé vai gánh vác. Ngay lúc ấy, kiến chúa cho mời cả chuỗi, cả xiên tóc và các bạn châu chấu voi vào. Cũng ngay lúc ấy, câu chuyện quan trọng đã lọt ra. Các bạn kiến nhanh thế, cả các làng mảng, hang ổ, thành lũy và ở những nơi đương xây dựng đều đã biết đầy đủ câu chuyện mà kiến chúa đương bàn bạc với chúng tôi. Đầu đầu cũng bàn tán sôi nổi, tan hẳn vẻ buồn u ám như lúc tai họa hôm qua. Chúng tôi còn đương trò chuyện, các bạn kiến ở các hang kéo đến mỗi lúc một nhiều, bỗng nghe ầm ầm bốn phi a chân trời. Thì ra cứu viện của chúng tôi do chuỗi nhờ các tay chuồn chuồn giang hồ bay đi gọi, đã tới, dợp trời các loại phi cơ chuồn chuồn, đầy mặt đất những châu chấu, bọ ngựa, bọ muống, và cả cái xóm lầy lội những rắn mỏng, ảnh ương, nhái bén, cóc, ếch, ếch ồm ụp, cóc kèn kẹt, chỗ tràng tràng chu. ảnh ương um hoạc, bọn có càng thì khua càng gõ ngõ, ầm cả lên, chưa hết, trong lòng suối dưới chân đồi các loài cá và chú rắn mỏng cũng đông đủ đi giúp chúng tôi. Đàn săn sắt múa đuôi cờ lên tung tóe mặt nước, những anh cua núi mắt lồi đen kịt như cái tàu bò, lịch kịch lên bờ, đi tìm cứu chúng tôi. Khi các bạn tới, đã thấy trên mặt đất không phải là cảnh xô sát nữa mà cả làng kiến kéo ra chào hỏi niềm nở lễ phép. Một quang cảnh tràn hòa thân ái diễn ra khắp vùng đồi đương mùa hoa tầm xuân, đến gió thổi cũng đỏ hồng cả không khí. Tôi nói ra mấy câu kể lại rồi đọc lời hịch mà chúng tôi vừa thảo ra để cổ động thế giới đại đồng, muôn loài cùng nhau kết anh em thì họ reo ầm ầm, tất cả lại đâu kéo về đấy, vừa đi vừa nhảy múa vui chơi. Chúng tôi dã từ đất kiến, cảm động quá, đi mấy ngày, lại mấy ngày, rồi đi nhiều ngày nữa cũng thấy đâu đâu bàn tán công việc, các loài bây giờ đã thành anh em. Kiến thông tin tới tấp đi khắp hang, cùng ngõ hẻm, kiến truyền tin, kiến truyền tin trên thế giới không chỗ nào không có kiến đâu có khí trời thì đấy có kiến ở kiến đến đâu thì ở đấy biết tin vui lớn chẳng bao lâu cả mọi loài từ rừng xuống biển đều gửi thư nhắn tin về hoan nghênh và hưởng ứng tất cả những nơi tôi đã đi qua đều hoan hô hết cỡ cả cô nhà trò âu đuối các nàng bướm và ve sầu lười biếng trước kia cũng có thư tiếng vang cuồn cuộn khắp trời đất thôi thế đã xong phần công việc quan trọng tôi nhẹ nhõm thở một hơi rõ dài mấy anh kiến kim ngượng và thẹn vì đã hấp tấp chọn chúng tôi để sinh chuyện xích mích cuối cùng vâng câu chuyện xích mích cuối cùng đáng tiếc từ đấy các cậu kiến kim xấu hổ cứ lang thang kiếm ăn vơ vẩn ngoài đồng không muốn giáp mặt ai nữa chương 10, các bạn đồng tâm đã rời đi mỗi đứa một ngả nhưng ai đi đâu cũng không còn cảm tưởng lẻ loi và chỉ thấy rất vui rất đầm ấm vì đi đâu bây giờ cũng có bạn chúng tôi vừa làm được một việc to tát quá tôi và chuỗi trở lại quê hương định nghỉ ngơi ít ngày và tôi có ý muốn đưa mẹ tôi đi chơi đây đó dối xa một phen. Trên đường về, tới đâu, tôi và chuỗi cũng được đón mời. Ông ếch cốm cùng cả xóm ra tận đầu đường tiếp xước. Đám cá ngoài quãng sông cũng bơi vào xin lỗi về việc cũ. Tôi thưa rằng nói về chuyện cũ thì ngày ấy chúng tôi cũng mang lỗi chẳng khác gì các bạn. Chỉ có hôm nay chúng ta đều khác trước rồi, ở đâu cũng tưng bừng rộn dịch, về tới quê hương cảnh vật có đổi khác ít nhiều bao nhiêu năm xa cách vì câu chuyện của chúng tôi đã được các nhà truyền tin kiến đem đến từ lâu nên nghe biết tôi và chuỗi trở về cả vùng bờ nước đi đón anh cả tôi sướng cuồng lên vì đã có ông em rất quý chứ không phải bất hiếu bất mục như tôi ông kể với bốn bên hàng xóm rằng mùa xuân tới ông cũng đi du lịch và phiêu lưu như chú mèn nó cho mà xem cho mà xem ông anh hai ốm yếu thì mất từ lâu nhưng buồn nhất mẹ tôi cũng đã khuất núi, tôi ra viếng mộ người bên đầm nước, nhớ đến lời người, khi sinh thời, mẹ ơi, lá vàng, thì lá rụng, sự xoay vần tự nhiên, muôn loài chưa ai cưỡng lại được, con vì thế mà buồn, nhưng con vẫn ân hận rằng lần này trở về không còn được quỳ ôm đôi càng gầy yếu của mẹ kinh mến mà kể lại những ngày luân lạc và những công việc con đã làm ích lợi cho đời để mẹ nghe. Sau đó, tôi nghỉ lại quê nhà ít lâu, lòng thư thái nằm duỗi chân nhìn lên qua khe cỏ ấu, thấy mảnh trời xanh biếc như ước vọng đời mình đương bay xa. Rồi tôi bàn với chuỗi một cuộc đi mới, ngày nào, cuộc đi mới ấy, cuộc phiêu lưu rời quê hương lần thứ ba ấy xong, bấy giờ, chúng tôi mới thực sự được la đà theo bước chân mình. Đó sẽ là cuộc phiêu lưu hòa bình, chúng tôi sẽ để hết thì giờ xem xét phong tục, nghiên cứu văn hóa và thổ ngơi từng vùng. Chúng tôi có thể thành nhà khảo cổ, nhà địa lý nhà kinh tế, nhà thơ nổi tiếng cũng nên. Trong những ngày còn lưu ở quê hương, tôi chép lại cuộc sống trôi nổi vừa qua. Giờ đương mùa thu, mùa thu, hoa cúc vàng nở lưng rậu, lối mòn đầy lá đỏ rơi. Từ hôm vào mùa mới, đất trời u ám mưa phùn. Cảnh buồn mà lòng vui, thưa bạn đọc yêu quý, mèn tôi xin phép chấm hết một phần thiên ký sự. Ước ao trong cuộc đi vô cùng hào hứng đương tới, chúng ta còn được gặp nhau.